Hiền đang share cái màn hình trình chiếu PowerPoint cái bài giảng. Thế nó đang còn quay, không biết khi các anh chị mình có thấy được chưa? Dạ thấy rồi cô ơi. Rồi. Trên trong cái hộp chat Hiền có đánh cái số điện thoại. Trong quá trình mà Hiền trình bày á thì các anh chị mình thấy mà nếu mà nó có những cái gián đoạn về tín hiệu âm thanh hoặc là slide nó không đi, nó đứng hình vì gì đó thì các anh chị mình vui lòng gọi điện thoại. Ở đây mình có một bạn nào là cái anh mới lên tiếng á, anh nếu mà mình có thể tham dự lớp đến cuối luôn thì anh tên gì ạ? Dạ em tin sử cô, em À anh sẽ đang cán sự của lớp da liễu ạ. à nếu được mình để ý dùm, nếu mà trường hợp có gián đoạn về về kỹ thuật á, mà có gián đoạn về âm thanh và hoặc là trình chiếu á, thì anh vui lòng gọi điện thoại cho Hiền ha, số Dạ, đó. cảm ơn đôi cô. khi đôi khi các bạn nhắn nhưng mà mình không có đọc, mình cứ mãi nói, kể cả trong trong hộp chat nhiều khi mình cũng tập trung quá mình cũng không để ý hộp chat luôn, do đó là tốt nhất là gọi điện thoại. Với lại là cái bài giảng này thì cuối cuối bài hôm nay thì mình chia sẻ với các anh chị về cái thông tin về một cái bài là viêm gan siêu vi ha, nhưng mà thời lượng có hạn cho nên mình cũng chỉ tập trung vào viêm gan siêu vi mạn, chẩn đoán và điều trị. Đâu đó thì các anh chị, nếu mà các anh chị nào đã học đã được đăng ký tham gia cái phần mà học thực hành lâm sàng online của bộ môn nhiễm vào cái đợt 1 á, thì đâu đó các anh chị sẽ thấy cái trong cái buổi đó thì Hiền cũng đã có trình bày về viêm gan siêu vi cấp, tiếp cận chẩn đoán vàng da, tiếp cận chẩn đoán viêm gan siêu vi. Thì trong đó Hiền có trình bày khá kỹ về cái viêm gan siêu vi cấp. Còn hôm nay thì chủ yếu Hiền tập trung vào viêm gan siêu vi mạn, thì đó là viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C. Thì trong những cái slide mà trình bày hôm nay mấy anh chị cũng sẽ thấy có những slide mà đã được trình bày rồi trong cái buổi giảng lâm sàng online của đợt 1. Vì sao vậy? Vì lâm sàng online đợt 1 do mình chưa học cái lý thuyết, cho nên là Hiền cũng chèn rất là nhiều thông tin vào để cố gắng làm cho cái bài nó có tính hệ thống. Lỡ như các anh chị mình học từ Y4, Y6 đôi lúc kiến thức nó cũng có quên á, thì mình cũng hình dung được để mình có thể hiểu tốt hơn trong cái buổi thực hành lâm sàng online. Đó thì hôm nay thì các anh chị sẽ thấy nó đâu đó nội dung nó có rồi ha. Nhưng mà không sao, thì nhưng mà chắc là với thời lượng cũng cũng sẽ cố gắng kết thúc không quá dài để các anh chị mình sau đó về đọc thêm, thì nếu mà anh chị mình có không có có những cái vấn đề cần kể cả sau sau buổi thì có thảo luận, có những cái giải đáp thắc mắc. Tuy nhiên nếu mà thời gian không đủ mà các anh chị mình phát sinh thêm những cái câu hỏi sau đó thì các anh chị mình vẫn có thể gửi email cho Hiền. Trước đây thì Hiền cũng có trong cái buổi lâm sàng online lần trước thì vẫn có anh chị gửi email hỏi. Rồi, bây giờ cái màn hình của mình Hiền chuyển slide, chắc là mình bắt đầu luôn á các anh chị. Bây giờ đã là 13:40 ha. Thì thật ra thì lớp mình đó là cũng chỉ có mặt 49 học viên thôi, còn có đến gần hai khoảng 180 học viên khác, là chắc có lẽ mình sẽ xem lại sau và mình sẽ gửi cái file PDF này cho các anh chị. Thì cuối buổi có thể là các anh chị mình sẽ cho mình cho xin Cho xin cái cái email, hoặc là các anh chị mà đại diện các lớp á, nói chung là mình nên nên là tập trung một cái email. Còn nếu mà có quá nhiều chuyên khoa lẻ thì hoặc là Hiền cũng sẽ upload lên trên cái Microsoft Teams này sau vào cái buổi tối nay. Tuy nhiên nếu mà các anh chị nào mà có gửi email thì Hiền cũng cho là của lớp á, thì Hiền cũng sẽ gửi lại cho các anh chị. Tuy nhiên nếu quá nhiều lớp thì sợ nó mất thời gian thôi. Rồi.
Mình chuyển slide qua mục tiêu học tập, các anh chị mình thấy slide mình di chuyển là màn hình full phải không ạ? Dạ thấy Dạ rồi thấy cô. rõ cô. Rồi, rồi, chị. Rồi mình cái buổi hôm nay á thì tập trung vào như mình đã giới thiệu, mình sẽ tập trung chủ yếu vào viêm gan siêu vi B mạn và viêm gan siêu vi C mạn liên quan tới chẩn đoán và điều trị ha. Về mục tiêu học tập á thì có 8 cái mục tiêu. Thứ nhất là các anh chị mình giải thích được ý nghĩa của các xét nghiệm huyết thanh liên quan đến HPV, HCV. Thứ hai là trình bày được diễn tiến tự nhiên của nhiễm HPV mạn. Thứ ba là vận dụng được các dịch tễ đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm để chẩn đoán một trường hợp viêm gan siêu vi B mạn, viêm gan siêu vi C mạn. Thứ tư là trình bày được các cái chỉ định đặc trị, mục tiêu điều trị của viêm gan B mạn, viêm gan C mạn. Thứ năm là trình bày được cách sử dụng các loại thuốc, thời gian điều trị của viêm gan B mạn cũng như là viêm gan C mạn. Đặc biệt là chủ yếu tập trung vào cái tài liệu là theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam 2019 là của viêm gan B, 2021 là của viêm gan C. Thứ sáu đó là trình bày được cái kế hoạch theo dõi một trường hợp viêm gan B mạn, viêm gan C mạn. Thứ bảy đó là tư vấn được cho bệnh nhân tầm quan trọng của việc tuân thủ theo dõi và tuân thủ điều trị bệnh viêm gan B mạn, viêm gan C mạn. Thứ tám đó là tư vấn được cho thai phụ cái biện pháp dự phòng lây nhiễm HPV từ mẹ sang con. Như vậy thì các anh chị mình thấy là sao tự nhiên có cái mục tiêu số 8 là liên quan tới mục tiêu dự phòng. Thực ra mình không có đủ thời gian để nói hết các dự phòng toàn bộ ha. Mà như mình cũng biết là cái siêu vi viêm gan B và C thì lây qua đường máu và dịch tiết, cho nên cái dự phòng thì nó có những cái dự phòng liên quan tới cái đường cái kiểu lây này. Tuy nhiên đặc biệt quan trọng đó là cái viêm gan B mạn ha, thì cái dự phòng lây truyền từ mẹ sang con rất là quan trọng. Và trong đó nó có cái phần mà chỉ định thuốc uống trong thai kỳ, ngoài cái việc mà chích ngừa sớm cho em bé ngay sau sinh, thì cái việc mà uống thuốc dự phòng thì cái chỉ định như thế nào thì cái điều này nó cũng rất là quan trọng, nó là một cái dạng của điều trị dự phòng. Do đó mình cũng ghép cái mục tiêu này vào trong cái bài hôm nay luôn. Các anh chị thấy cái mục tiêu số 2 đó là cái diễn tiến tự nhiên của nhiễm, trình bày được diễn tiến tự nhiên của nhiễm HPV mạn, thì thực sự thì cái mục tiêu này nó có thể là các anh chị cũng sẽ thấy là cái này sao nó có vẻ là một cái gì đó nó có thể sâu và nó có thể khó không, nhưng mà có thể là các anh chị mình không bị ai hỏi là phải trình bày từ đầu tới cuối, nhưng cái việc mà để hiểu rõ cái diễn tiến tự nhiên của nhiễm HPV mạn nó rất là quan trọng, để từ đó các anh chị mình hiểu được tại sao cái viêm gan B mình phải theo dõi và điều lâu dài, điều trị rất là lâu dài và thậm chí là suốt đời ha. Tức là nếu nếu mà không muốn nói rằng là có thể là suốt đời. Và mình phải hiểu được cái diễn tiến tự nhiên thì mình mới biết là tại sao mình phải theo dõi như vậy hay là tại sao mình phải tư vấn cho bệnh nhân cái hiểu để mà tuân thủ cái việc theo dõi và điều trị, thì cái đó rất là quan trọng. Rồi mình đi vào trong cái nội dung thì cái viêm gan siêu vi á thì như các anh chị cũng biết rồi, là ở đây mình muốn nói tới cái viêm gan siêu, ở đây mình muốn nói đến một cái tác nhân, đó là cái siêu vi mà có ái tính với tế bào gan. AV, HBV, HCV, HDV và HEV. Và tất cả những cái siêu vi này đều có thể gây một bệnh cảnh là viêm gan siêu vi cấp. Nhưng mà riêng viêm gan siêu vi mạn thì chỉ có những siêu vi chỉ có chủ yếu đó là HBV, HCV và HDV. Đâu đó các anh chị đọc y văn cũng sẽ thấy HEV cũng có được nói tới trong cái viêm gan mạn, tuy nhiên nó chỉ xảy ra ở những cái cơ địa mà có suy giảm miễn dịch hoặc là ghép tạng ha. Nhưng mà cái quan trọng trong cái tình Dạ hình cô ơi, thấy hết thấy xem màn hình được không? Dạ, hết thấy xem màn hình được không? vậy à. Dạ. Rồi. Lại slide mục tiêu học tập, các anh chị mình thấy nó chạy không? Dạ chưa cô ơi.
À, tức là bây giờ slide nó không di chuyển phải không anh chị? Dạ, không thấy like luôn cô, chỉ thấy cô thôi. Rồi, mình xin lỗi mình share lại nha. Âm thanh nghe được không các anh chị? Dạ được cô. Dạ được Rồi, cô. mình share lại cái màn hình PowerPoint ha. Thấy là các anh chị ha? Dạ thấy rồi cô. Rồi mình di chuyển qua slide tiếp theo. Slide đang đi phải không các anh chị? Dạ đúng rồi Rồi, cô, lại đang slide. đi. Rồi, mình đang ở slide mình giới thiệu về cái viêm gan siêu vi là những là một cái muốn ở đây là chủ yếu tập trung vào cái viêm gan mà do tác nhân đó là do những cái siêu vi có ái tính với tế bào gan HAV, HBV, HCV, HDV và HEV. Thì cái viêm gan siêu vi cấp á, thì nó xảy ra các cái triệu chứng lâm sàng và các bất thường về cận lâm sàng là xảy ra trong vòng 6 tháng. Viêm gan siêu vi mạn là những cái triệu chứng lâm sàng hay là các bất thường về cận lâm sàng cũng như là sự tồn tại của siêu vi trong cơ thể kéo dài trên 6 tháng. Và những cái viêm gan siêu vi mạn sẽ đưa đến hậu quả là xơ gan và ung thư gan. Thì ở đây tập trung chủ yếu của mình là viêm gan siêu vi mạn. Viêm gan siêu vi mạn của mình ở đây là mình có hai cái siêu vi quan trọng mà đưa tới mạn đó là HBV và HCV. Riêng HDV á, là nó cần phải có sự hiện diện hoặc sự tồn tại của HBV đồng nhiễm hoặc là nó bội nhiễm trên nền HBV. Do đó mà chủ yếu mình giới thiệu về HBV và HCV ha. Còn viêm gan siêu vi cấp á, thì sau một cái nhiễm cấp vào của một căn trong các siêu vi trên thì cái diễn tiến nó như thế nào, thì đối với cái siêu vi D và C á, thì các anh chị cũng diễn tiến của một cái nhiễm siêu vi B ở sơ sinh và trẻ nhỏ đó thì có tới hơn 90% trở thành mạn tính. Trong khi đó đó cái tuổi trưởng thành như chúng mình nè, nếu mà không chưa chích ngừa vaccine viêm gan B, chưa có miễn dịch và nếu mà chẳng may nhiễm lây qua đường máu và dịch tiết nhiễm phải vào tuổi trưởng thành thì có tới 95 đến 99% tự thải trừ HBsAg trong vòng 6 tháng. Riêng nhiễm HCV như vậy thì mình thấy cái tuổi nhiễm HBV nó rất là quan trọng ha, nhưng mà cái đường ở Việt Nam mình đặc biệt quan trọng cái đường lây á lại là đường lây quan trọng, là đường lây từ mẹ sang con, là nhiễm từ lúc rất là nhỏ. Cho nên là hầu như là trở thành mạn tính, cho nên cái việc dự phòng tiếp sau này là cái việc dự phòng mà liên quan tới dự phòng để trường mẹ con nó rất là quan trọng để có thể những cái thế hệ tiếp theo của mình thì mới có thể giảm được cái tỷ lệ nhiễm HPV ha. Về diễn tiến của nhiễm siêu vi C thì có tới 60 đến 85% sau nhiễm thì sẽ trở thành mạn tính. Thì hai cái loại này là đưa đến cái hậu quả là xơ gan và ung thư gan. Thì về cái đường lây á, thì đường lây là đường máu và dịch tiết với các cái kiểu lây truyền như là tiếp xúc với máu hoặc dịch tiết qua niêm mạc hoặc là qua những cái da không lành lặn, ví dụ như là làm
có được phẫu thuật hay là tiến hành những cái thủ thuật xâm lấn, có dùng chung kim tiêm hay là dùng những cái dao cạo râu hoặc bàn chải đánh răng chung. Một cái kiểu lây truyền thứ hai cũng mà liên quan tới đường máu và dịch tiết, đó là quan hệ tình dục không có an toàn. Thứ ba nữa là truyền máu mà đặc biệt quan trọng, đó là liên quan tới HCV. Đối với HPV như nãy mình có nói, đó là cái đường lây quan trọng là lây truyền dọc hay là lây từ mẹ sang con. HDV thì lại là một cái siêu vi không hoàn chỉnh và nó cần có sự hiện diện của HBsAg, hay là một cái thành phần kháng nguyên bề mặt của HPV trong quá trình sao chép và lây truyền. Do đó mà mình sẽ thấy HDV chỉ được đề cập khi có sự hiện diện của HPV, sẽ được đề cập trong cái chuyện đồng nhiễm hoặc là bội nhiễm. Thế mình chẩn đoán viêm gan siêu vi mạn như thế nào? Thì như trong nhiễm thì mình có ba cái yếu tố quan trọng như là một cái kiềng ba chân cho giúp cho mình chẩn đoán. Thì đó là dịch tễ, lâm sàng và cận lâm sàng. Thì đối với trường hợp viêm gan siêu vi B mạn hay C mạn thì chúng ta có thể do cái HPV và HCV, cái yếu tố dịch tễ ở đây là liên quan tới lây qua máu và dịch tiết. Và như vậy thì là để mà cái yếu tố mà liên quan tới chẩn đoán là thường thường á, là liên quan tới tiền căn bản thân là đã từng biết trước đây, hoặc là tiền căn trong gia đình có người nhiễm HPV hoặc HCV. Và từ đó có thể là HPV thì là từ mẹ lây sang con chẳng hạn, hoặc là lây trong gia đình từ khi sống chung rất nhỏ mà lây qua đường ngang ha, qua máu và dịch, qua dùng chung những dụng cụ. Còn đối với HCV thì cũng có thể là tiền căn bản thân được phát hiện trước đây, hoặc là trước đây đã từng có truyền máu. Đối với HCV thì tiền căn gia đình thì ví dụ như là vợ chồng, tuy nhiên cái đường lây của vợ chồng thì ít ha, nhưng mà cũng có thể là lây là do quá trình sử dụng chung với kim kim tiêm và các cái dụng cụ mà có dính với máu và dịch tiết. Về lâm sàng á thì có thể là bệnh nhân hầu như là hầu hết là trong cái viêm gan siêu vi mạn thì bệnh nhân có thể đến với mình đó là có hầu hết là không có triệu chứng hoặc là triệu chứng rất là mơ hồ, không có đặc hiệu cho bệnh gan. Và bệnh nhân đến vì có thể phát hiện nhờ qua một cái lần kiểm tra sức khỏe nào đó. Tuy nhiên á, cũng có thể là bệnh nhân đến với mình với những cái triệu chứng rầm rộ và nổi bật như là có vàng mắt, vàng da ha, và vàng mặt, đôi khi vàng mắt, vàng da chính là cái lý do đến khiến cho bệnh nhân đến khám bệnh. Đặc biệt là trong cái viêm gan B á, thì vàng mắt, vàng da có thể là lý do bệnh nhân đến khám, và bệnh nhân đến khám trong cái đợt có thể là đợt đầu tiên của cái bệnh gan trong cuộc đời của bệnh nhân, lần đầu mới biết có bệnh gan luôn. Nhưng mà thực sự nó không phải là một cái viêm gan siêu vi cấp, mà nó lại là một cái đợt bùng phát của viêm gan siêu vi B mạn ha. Còn đối với viêm gan C thì thường thì lại diễn tiến âm thầm hơn, và cũng có khi bệnh nhân đến với mình vàng da vàng mắt, nhưng mà có thể là một đợt của viêm, nó là một cái viêm gan siêu vi C cấp, nhưng mà cũng có thể là họ đến với mình với một cái đợt tiến triển của viêm gan mạn, siêu vi mạn, siêu vi C mạn. Nhưng mà hầu hết bệnh nhân đến với mình thì mà đã có vàng da vàng mắt thì lại là một, có thể cuối cùng là bệnh nhân cũng đã xơ gan hoặc là bệnh nhân có biến chứng ung thư gan rồi. Thì như vậy thì mình thấy cái triệu chứng lâm sàng nó có thể là một cái, tóm lại nó có thể là một cái mơ hồ gì đó, không triệu chứng, nhưng mà cũng có thể là nó đến triệu chứng, có thể là lần đầu tiên giống như kiểu của một cái viêm gan siêu vi cấp. Như cận lâm sàng thì khi mà mình tiếp cận một một bệnh nhân mà có vàng da vàng mắt thì mình mới chẩn đoán là có phải, mình xem đây có phải là vàng da tại gan không, mình xem đây có phải là viêm gan siêu vi không, và mình đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Thì trong các cái nguyên nhân mà mình đi tìm thì mình có tầm soát, thì mình phải tìm, thì trong đó có thể là đi tìm viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, thì mình phát hiện ra qua một cái HBsAg dương tính hoặc là anti-HCV dương tính ha. Đó là những cái tình huống mà được chẩn đoán có thể như vậy. Thì có thể là từ một cái chuyện bệnh nhân có một cái yếu tố dịch tễ khiến cho
mình phải đi tầm soát, hoặc bệnh nhân có một cái triệu chứng lâm sàng, hoặc là và từ đó thì mình mới đề mình làm các xét nghiệm cận lâm sàng, rồi xét nghiệm cận lâm sàng mới giúp mình chẩn đoán xác định là có nhiễm CVB hay nhiễm CVC hay không. Đây là cái slide giới thiệu lại về cái phần mà kháng nguyên, kháng thể và các chất liệu di truyền trong cái viêm gan siêu vi B và C. Thì cái đối với siêu vi viêm gan B ha, HBV, thì kháng mình có những cái kháng siêu vi B có những cái kháng nguyên quan trọng, đó là cái kháng nguyên bề mặt HBs AR với cái kháng thể tương ứng là anti HBs. Và cái chất liệu di và cái kháng nguyên thứ hai đó là cái kháng nguyên lõi HBCAR2 là core, còn ở đây S ở trên đây HBS là surface, là bề mặt. Thì cái kháng nguyên lõi này đặc biệt nó chỉ có trong nhân của tế bào gan thôi, tuy nhiên tương ứng có những cái kháng thể IgM và IgG liên quan tới cái kháng nguyên lõi này, mà nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều trong cái việc chẩn đoán ha. Thì cái IgM tương ứng đó là IgM anti HBC hoặc là IgG anti HBC. Thì cái anti HB tuy nhiên tùy theo cái phòng xét nghiệm mà mình cũng có thể mình có cái bộ kit xét nghiệm chẩn đoán là anti HBC total, có nghĩa là nó bao gồm cả IgM và IgG. Và thường thì mình biện luận cái kết quả thường anti HBC total này như là một cái kết quả của IgG anti HBC ha. Thì cái IgM này nó sẽ xuất hiện sớm trong cái giai đoạn nhiễm cấp ha. Mà đây IgM thì mình cũng biết là trong cái kiến thức chung của mình cũng hiểu là nó sẽ xuất hiện trong giai đoạn nhiễm cấp. Tuy nhiên trong cái đợt bùng phát viêm gan, đối với viêm gan siêu vi B mạn thì đợt bùng phát vẫn có thể có 10 đến 20% có xuất hiện IgM. Do đó mà trong cái quá trình mình chẩn đoán một cái bệnh nhân mà có viêm gan khi mà có IgM anti HBC dương tính thì mình cũng phải lưu ý xem lại coi là thực sự ca đó có đúng nghĩa có tất cả các cái tiêu chí về dịch tễ lâm sàng và cận lâm sàng có hoàn toàn phù hợp với viêm gan siêu vi cấp B cấp hay không, hay là có cái trường hợp nào có những cái yếu tố nào mà nó không có ủng hộ cho cái trường hợp cấp và mình phải cần đặt ra cái chẩn đoán phân biệt là đợt bùng phát viêm gan siêu vi B mạn hay không, đó là liên quan tới IgM. Cái kháng nguyên thứ ba đó là cái HBEAR. HBEAR này thì cái chữ E này nó cũng có rất là cũng có vài cái sách Ivan ghi cái ý nghĩa có thể hơi khác nhau, nhưng mà cái nhìn chung là mình trong một cái tài liệu mà mình đọc thì mình thấy nó cũng minh họa cho cái chữ là nó viết tắt từ chữ early, là nó là một cái kháng nguyên xuất hiện sớm và biến mất sớm trong giai đoạn nhiễm cấp của người trưởng thành. Tóm lại mấy anh chị chỉ nhớ là có ba cái kháng nguyên HBsAr, HBcAr, HBEAr. Thì HBcAr thì không có trong huyết thanh và mình không có làm cái xét nghiệm chẩn đoán liên quan tới HBcAr. Và chất liệu di truyền của siêu vi B đó là HBV DNA. Đối với siêu vi C thì mình chỉ có một cái kháng nguyên là HCV Contigen thôi, và cái kháng thể tương ứng đó là anti HCV. Thế cái ý nghĩa của cái anti HCV này nó liên quan nó như thế nào, nó không có phân định ra là IgM hay IgG ha, bởi vì siêu vi C nó đột biến liên tục cho nên là mình không có thể nào làm dựa vào cái xét nghiệm IgM để mà chẩn đoán. Chất liệu di truyền tương ứng đối với của cái siêu vi C đó là HCV RNA. Siêu vi D thì mình cũng có cái kháng thể để chẩn đoán, đó là IgM anti HDV và IgG anti HDV, cũng như chất liệu di truyền là HDV RNA. Thì cái này các anh chị biết thêm. Mình đi vào cái nội dung viêm gan siêu vi B mạn ha. Vì siêu vi B thì được phát hiện vào năm 1967 thông qua một cái kháng nguyên bề mặt HBsAr ha, trên một cái ở Úc. Và đến năm 1969 thì người ta điều chế ra được vaccine viêm gan B. Và cái tình hình là ở trên thế giới cho đến nay có khoảng là gần 300 triệu người nhiễm HBV mạn ha, và trong đó
mỗi năm ước tính là có khoảng 1,5 triệu ca nhiễm mới, và hàng năm có khoảng tới 820.000 trường hợp tử vong do cái hậu quả của viêm gan B, đó là xơ gan và HCC. Thì Việt Nam của mình thuộc vùng lưu hành cao, trên 8% của nhiễm HPV, và đây là cái và có cái đường lây quan trọng và chủ yếu, đó là lây nhiễm từ mẹ sang con. Như vậy á, và cái HPV á, thì có 10 loại genotype, nhưng mà mình cũng không có về mặt chẩn đoán. Chụp B và C thì đa số tại châu Á ha, cũng như là ở Việt Nam mình chủ yếu là B và C. Tuy nhiên về mặt trên lâm sàng thì các anh chị mình cũng không có, chưa có gọi là, nó sẽ có liên quan tới tiên lượng, nhưng mà nó cũng không có, mình cũng không cần phải thuộc những cái genotype này, giống như là đối với trường hợp CVC thì nó quan trọng trong cái việc mà liên quan tới cái chọn thuốc điều trị. Còn CVB thì mình không có phân loại liên quan tới chọn thuốc điều trị. Cái kháng nguyên, mình đi vào cái kháng nguyên quan trọng của liên quan tới CVB ha, HBS AR, đó là nó xuất hiện đầu tiên sau nhiễm HPV, và mình chẩn đoán nhiễm mạng tính khi mà có sự tồn tại của HBS AR trên 6 tháng ha. HBEAR thì như nãy mình có nói, nó là một cái kháng nguyên xuất hiện sớm sau HBSAR và mất sớm trong cái nhiễm HPV cấp. Nó là một cái bằng chứng của tăng sinh và lây nhiễm cao. Ở phụ nữ mang thai, nếu mà HBEAR dương tính thì cái nguy cơ lây cho con tới trên 95%. Trong khi đó HBEAR âm tính thì nguy cơ lây cho con có khoảng từ 5 đến 20% thôi. Ở đây là mình muốn nói, mình đã nói tới là trường hợp không có dự phòng gì hết ha. Tuy nhiên hiện nay thì mình đã có những cái hướng dẫn dự phòng rất là cụ thể và rất là khả thi. Một cái số liệu nữa để nói lên là cái nguy cơ lây cao khi mà HBAR dương, đó là đối với trường hợp vợ chồng ha. Nếu mà người vợ hoặc người chồng mà có HBAR, nguy cơ lây thì nó chỉ giảm được cái nồng độ thôi, chứ nó không có giảm đau được nhiều. Có chú uống colchicine đỡ. Có chị ơi, chị tắt mic giùm khi mình trao đổi điện thoại, trao đổi riêng ha. Rồi. Cái khả năng lây là tới 70% ha, khi mà HBAR dương lây qua vợ chồng. Và nguy cơ khi mình phải phơi nhiễm với một lần với HPV á, là nếu mà trường hợp cái cá thể cái người bệnh á, mà mình bị phơi nhiễm á, HBAR mà dương tính thì cái nguy cơ lây là 23 đến 31%, trong khi HBAR âm thì là chỉ có khoảng 1 đến 6%. Nhưng đây là mình với điều kiện là chủng này là chủng HPV hoang dại ha, là HBAR dương và tương ứng với một cái nồng độ HPV DNA cao thật sự. Nhưng mà hiện trên thực cho tới hiện nay thì mình biết rồi là HBAR vẫn có thể âm tính do đột biến recall hoặc besom co-promoter, nó làm giảm sản xuất hoặc là ngưng sản xuất HBAR, mặc dù HPV vẫn đang tăng sinh. Do đó mình vẫn có trường hợp HBAR âm tính nhưng mà HPV DNA vẫn đang rất là cao. Thì như vậy thì cái việc mà lây nhiễm, những cái con số lây nhiễm, nói lên lây nhiễm mà cho trường hợp HBAR âm tính này thì nó sẽ không đúng trong trường hợp có đột biến ha. Do đó mình chỉ biết rằng thực tế trên lâm sàng thì mình sẽ hiểu là HBAR dương là liên quan đến tăng sinh và lây nhiễm cao, nhưng ngược lại HBAR âm tính thì không chắc ha, lúc đó mình phải coi HPV DNA như thế nào. Gần đây thì còn có một cái kháng nguyên mới nữa, nó là một cái phức hợp của nhiều thành phần ha, nó được gọi là HBCRAR, đó là HB core related antigen. Thì cái này các anh chị mình có thể chỉ ít áp dụng trên lâm sàng. Tuy nhiên hiện nay cái HBCRAR này các anh chị cũng nên biết là có tồn tại nó, và trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam 2019 đã đưa cái tiêu chí này vào trong cái tiêu chí ngưng thuốc, có nghĩa là mình vẫn, thay vì mình ngưng thuốc
ở thời điểm HB AR âm tính thì mình vẫn có thể chờ đợi điều cho tới khi HB CR AR âm tính. Do đó thì và cái này thì nó còn có những cái nghiên cứu liên quan tới tiên lượng về việc ung thư gan vân vân, thì giới thiệu qua cho các anh chị mình biết là có một cái mặt cơ mới. Về ý nghĩa của các xét nghiệm liên quan đến HPV thì nhắc lại ha, HB AR dương là nói lên cái tình trạng mang mầm bệnh gây lây nhiễm anti HBS thì dương là trên 10 IU trên lít hoặc là 10 mili IU trên mililít là có cho thấy là thể hiện là cơ thể này có kháng thể bảo vệ đủ để bảo vệ. Nhưng mà kháng thể này dương tính có thể nhờ chủng ngừa, nhưng mà cũng có thể không có chủng ngừa gì hết mà là nhờ cơ thể tự đáp ứng sau khi nhiễm HPV. Như HBCAR thì đã nói rồi, không có trong huyết thanh. Tương ứng với HBCAR mình có IRE mang tiếng HBC sẽ dương tính trong trường hợp mới nhiễm HPV, hay nói cách khác là nhiễm HPV cấp. IRR anti HPC thì dương tính khi đã nhiễm thì là có, không có nói tới trường hợp không phải bắt buộc là phải nhiễm mạng thì mới có ha, mà khi đã nhiễm là sau khi xuất hiện IRR sau đó IRR anti HPC cũng xuất hiện luôn. Và cái tồn tại của IRR anti HPC này dương tính nói lên kể dương tính kể cả là khi mình đã thải trừ mầm bệnh, cũng như là dương tính khi mình đang còn mang mầm bệnh HBS-AR. Và như mình đã giới thiệu là anti-HBC total thì bao gồm là IRM và IRR. Nhưng trên thực tế thì có thể mình dùng xét nghiệm tùy theo cái phòng xét nghiệm. Nếu phòng xét nghiệm mình có cái bộ kit anti-HBC total thì thường mình cũng có thể chỉ định cái xét nghiệm anti-HBC total này và mình biện luận như là kết quả của IRR anti-HBC. HBEAR mình giới thiệu rồi ha, và tương ứng với anti HBE là mình có cái kháng thể tương ứng đó là, xin lỗi, tương ứng với HBEAR mình có kháng thể tương ứng đó là anti HBE. HBV DNA định lượng trong CVB mình dùng cái đơn vị là IU trên mililít ha, hoặc là nếu mà có một số kỹ thuật dùng là đơn vị là copy trên mililít, nhưng mà mình có thể ước tính tương đương khoảng khoảng là 1 IU trên ml, tương đương với 5 copy trên ml. HBS-AR mình ngoài cái định tính thì mình còn có định lượng, và mình cái nồng độ HBS-AR định lượng cũng có vai trò trong đánh giá đáp ứng điều trị, theo dõi đánh giá đáp ứng điều trị. Tương tự như vậy, HBCAR là một cái mặt cơ mới như mình đã giới thiệu. Đây là cái sơ đồ nói lên cái diễn tiến của viêm gan CVB cấp và mạng. Thì các anh chị mình nhìn cái hình bên tay trái ha, thì đây là sau một cái minh họa cho cái diễn tiến của nhiễm cấp á, thì mình thấy cái HBSAR là cái đường màu xanh dương ha, dương và tăng lên và sau đó thì giảm xuống thải trừ. Thì đây là một cái diễn tiến của nhiễm ở tuổi trưởng thành ha, thì 95 tới 99% trường hợp là thải trừ HBS-AR trong vòng 6 tháng. Thì cái trục thời gian dưới đây là 24 tuần ha. Một cái mặt cơ thứ hai mà mình quan tâm mà mình có giới thiệu hồi nãy nhấn mạnh đó là IRE mang tiếng HBC sẽ xuất hiện trong trường hợp nhiễm HPV cấp ha. Thì mình thấy là IRE mang tiếng HBC dương tính và đồng thời là cái anti HBC IRR cũng lên luôn ha, và cái IT anti HBC IRR sẽ tồn tại kéo dài sau đó kể cả khi mà cái người đó đã thải trừ hết HBS-AR rồi ha. Và IRR mang tiếng HBC HBS-AR có thể thải trừ sớm và IRR mang tiếng HBC có thể thải trừ sau đó. Xin lỗi, IRR mang tiếng HBC vẫn còn tồn tại tiếp theo sau đó, và như vậy thì có những bệnh nhân đến với mình hoặc có thể lý do đến khám bệnh là vàng da, mình khám và mình cho xét nghiệm có tình trạng transamina tăng cao, có tình trạng hoại tử tế bào gan ha, nhưng mà mình xét nghiệm đôi khi HBS-AR đã âm tính rồi và
IgM anti HBC có thể là một cái chỉ dấu duy nhất. Và như vậy thì lúc đó mình vẫn chẩn đoán là viêm gan CVP cấp, nhưng mà đó là giai đoạn cửa sổ ha. Và sau khi mà mình thải diễn tiến của nhiễm HBV cấp thì sau đó sau khi thải trừ HBs array thì cơ thể có thể có đáp ứng tạo kháng thể anti HBs sau đó. Đó là cái hình bên tay trái. Còn cái hình bên tay phải thì các anh chị mình nhìn đây là một cái tình minh họa cho một cái về mặt huyết thanh là cái các cái mặt cơ của CVB ha. Cái kháng nguyên HBs array tồn tại kéo dài trên 6 tháng thì đây là cái tình trạng nhiễm mạn tính. Anti HBC, IgG hay total là vẫn tiếp tục tồn tại ha. Kể cả là trước đó có thải trừ HBs array rồi hay là vẫn còn tồn tại HBs tiếp theo. Trong cái nhiễm mà mạng thì các anh chị mình thấy sẽ có HBe array sẽ không có mất sớm ha. Và sau này thì có những cái chuyển biến tiếp theo sẽ có thể có chuyển đổi anti HBe thì mình sẽ xem trong những cái slide kế tiếp. Thì cái viêm gan CVB mạng á thì mình ở đây mình cái slide này để giới thiệu các anh chị một số cái từ ngữ mà trên lâm sàng, để khi các anh chị sẽ thấy rằng ở cái người không chuyên môn thì có thể người ta sẽ phát biểu ở đâu đó là viêm mình coi như là viêm gan bi mạn hay là nhiễm CV viêm gan bi mạn hay là nhiễm CV viêm gan B, hay nói cái cách gì thì mình cũng hiểu nói chung chung là bị viêm gan B hết. Nhưng mà đối với cái mình có người có chuyên môn thì các anh chị mình kê toa, anh chị mình chẩn đoán, anh chị mình tư vấn, các anh chị mình sẽ phải hiểu cái diễn tiến bệnh. Thì ở đây mình muốn nói tới một số từ ngữ ha. Cái từ nhiễm này là mình dịch từ chữ infection ha, viêm là phải có một cái là từ cái từ là inflammation. Thì khi mình nói tới nhiễm HBV á thì là có sự tồn tại của HBs array ha, thì viết từ nhưng mà mình nói tới nhiễm HBV cấp á thì là ý mình muốn nói là cái tình trạng mới nhiễm ha. Thì hồi nãy mình có nói là liên quan tới IgM ha, thì mình nhưng mà trong cái nhiễm HBV cấp á thì bệnh nhân thường thường đến với mình á thì đa phần là chỉ có khoảng trong viêm gan, trong cái nhiễm HPV cấp viêm gan CV cấp nói chung khoảng chừng khoảng 30% là có triệu chứng lâm sàng thôi. Khi bệnh nhân đến với mình á, thường thường là nó trong cái bối cảnh là bệnh nhân có vàng da hoặc có thể là có triệu chứng, dù không có vàng da nhưng mà mình xét nghiệm có hoại tử tế bào gan, có men gan tăng ha, rất là cao, và như thế là mình xét nghiệm có HBs array dương, mình có xét nghiệm có IgM anti HBC dương, rồi cùng với AST, ALT tăng cao, thì thường thường cái chẩn đoán của mình hay ghi là viêm gan CVB cấp luôn, chứ ít khi mà mình chỉ ghi là nhiễm HBV cấp. Nhưng mà nói lên một cái tình trạng là bệnh nhân này mới nhiễm HBV hay nhiễm HBV cấp. Nhưng mà trong mạng tính á, thì mình dùng cái từ là nhiễm HBV mạng á, là mình nói tới là mình dịch từ chữ rõ HBV infection, thì ở đây á, nó có tiêu chí rất là rõ ràng là phải có sự tồn tại của HBs array ít nhất từ 6 tháng trở lên, hoặc là nếu mà mình không có HBs array trước đó 6 tháng, mà nếu mà bệnh nhân đâu đó được xét nghiệm và giữ lại một cái xét nghiệm HBV DNA nào đó mà cách nay từ 6 tháng trở lên, thí dụ năm 2021 đi, tháng 6 năm 2021 bệnh nhân có xét nghiệm gì đó HBV DNA bệnh nhân còn giữ lại, bây giờ bệnh nhân đến với mình xét nghiệm lại có thể là mình có HBs array dương tính, thì mình vẫn có thể dùng cái dữ kiện là HBV DNA luôn thay cho HBs array ha. Tuy nhiên á, bệnh nhân cũng có thể đến với mình là đợt bệnh đầu tiên trong cuộc đời luôn, từ nhỏ tới lớn không có biết bệnh gan, và mình xét nghiệm cho bệnh nhân là HBs array dương tính, và mình không có một cái xét nghiệm nào trong quá khứ để chứng minh rằng HBs array đã từng tồn tại trước đây 6 tháng, thì mình có thể chẩn đoán nhiễm HBV mạng khi mình có xét thêm một xét nghiệm nữa, đó là IgM anti HBC âm tính. Thì như vậy là phủ nhận là cái tình trạng nhiễm cấp, do đó mà khi mình có vừa HBs array dương vừa IgM anti HBC âm tính thì mình có thể chẩn đoán là nhiễm HBV mạng. Thế thì khi nào thì mình gọi là viêm gan CVB mạng? Thì viêm gan CVB mạng mình gọi là viêm khi mà phải có một, mình dịch từ cái từ là chronic hepatitis B ha, nó khác trên đây là chỉ là infection thôi. Thì viêm gan virus B
mình gọi là viêm gan siêu vi B mạn hay là viêm gan virus B mạn gì cũng được ha. Trong những cái tài liệu mà hướng dẫn của Bộ Y tế thì thống nhất là chỉ dùng cái từ là virus thôi, cho nên là còn trong những cái bài trình bày hội nghị hay CME các thứ thì các anh chị mình có thể dùng cái từ nào cũng được, nhưng mà mình cũng hiểu giống nhau thôi. Mình gọi là viêm gan siêu vi B mạn khi mà cái người đó có một cái tình trạng nhiễm mạn HBV mạn ha, là cái tiêu chí trên đây mình đã trình bày, cộng với tăng ACLT từng đợt hoặc kéo dài, cộng với có bằng chứng virus đang tăng sinh. Như vậy thì mình phải có một cái sự theo dõi thì mình mới có thể có đầy đủ, mình mới có thể xác định được là a đây là một cái viêm gan siêu vi B mạn. Tuy nhiên á, là đối với trường hợp có thể bệnh nhân đến với mình đợt đầu tiên, cái mình xét nghiệm HBs ra dương, IgM mang tiếng HBC âm tính ha, và đồng thời mình có AST, ALT trên 5 lần giới hạn trên bình thường, thì mình cũng có thể chẩn đoán là một cái viêm gan siêu vi B mạn luôn, và chứ không cần phải có những cái từng đợt kéo dài nữa. Và với cái tiêu chí là ALT tăng trên 5 lần giới hạn trên bình thường thì mình có thể chẩn đoán luôn là đợt bùng phát của viêm gan B mạn ha, và tất nhiên là phải có tình trạng nhiễm mạn đáp ứng cái tiêu chí trên đây là IgM mang tiếng HBC âm tính, cũng như là phải có tình trạng là virus tăng sinh thể hiện qua HBV DNA định lượng kết quả là cao ha. Mình bước qua cái slide này, thì cái slide này hôm trước mình cũng đã diễn đạt rất khá là kỹ trong cái bài mà mình trình bày trong cái phần thực hành lâm sàng online của các anh chị học viên chứng chỉ học chứng chỉ hỗ trợ nhiễm, các chuyên khoa khác mà đến học chứng chỉ hỗ trợ nhiễm. Tuy nhiên mình cũng sẽ nhắc lại cho các anh chị ha. Thì ở đây là một cái diễn tiến tự nhiên của nhiễm HBV mạn. Từ cái khi mà nhiễm ở một cái lứa tuổi sơ sinh cho đến khi trưởng thành ha, thì các anh chị mình thấy cái giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn dung nạp miễn dịch ha, giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn thải trừ miễn dịch, giai đoạn thứ ba đó là một cái giai đoạn tái hoạt hay là viêm gan tái hoạt, và xin lỗi, giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn không hoạt tính hay là giai đoạn kiểm soát miễn dịch, và giai đoạn thứ tư đó là giai đoạn tái hoạt, là hay còn gọi là viêm gan hoạt động hay viêm gan tái hoạt ha. Thì ngoài ra sẽ có một cái hình nữa, các bạn sẽ thấy là chuyển qua giai đoạn thứ tư, thậm chí là mình có một cái giai đoạn thứ tư nữa là giai đoạn thứ năm nữa, đó là cái giai đoạn mà thải trừ HBAR rồi. Cái giai đoạn dung nạp miễn dịch này á, là thường thường á, cái người bệnh nó là cái tuổi của họ là thường thường là dưới 20 tuổi ha, thường thường con nít đó là nó nằm trong giai đoạn miễn dịch, dung nạp miễn dịch. Mình sẽ thấy rằng á, là mình xét nghiệm cho nó là HBAR dương tính ha, ALT mình theo dõi hoài nhiều lần luôn, mình thấy là không gần gần hoàn toàn bình thường ha. Với cái HBAR này dương tính và đồng thời làm xét nghiệm HPV DNA mình sẽ thấy rất là cao, có thể tới 10 mũ 9, hơn 10 mũ 9 IU/ml ha. Nhưng mà men gan thì bình thường hoàn toàn. Và y văn người ta thấy là sinh thiết những cái trường hợp này là phản ứng viêm tối thiểu thôi. Nhưng mà đến tầm khoảng bước vào khoảng giai đoạn từ 20 cho tới 30 tuổi thì bắt đầu cái cá thể đó họ sẽ bước qua cái giai đoạn là giai đoạn thải trừ miễn dịch ha, giai đoạn viêm. Xét nghiệm á, thì mình sẽ thấy rằng là HBAR dương nhưng mà có thể giảm thấp dần, và AST-ALT là có thể tăng kéo dài hoặc là từng đợt ha, và HBV DNA có thể thấp hơn so với cái thời dung nạp miễn dịch. Và đây là cái giai đoạn mà mình cần phải tiến hành điều trị. Bệnh nhân có thể từ cái giai đoạn này cũng thể phát sinh, có thể diễn tiến qua sơ gan sớm hoặc là phát sinh cái biến chứng là ung thư gan. Mà có thể cái giai đoạn này cũng có thể là cá thể đó họ tự giới hạn, sau đó thì họ chuyển dần qua cái giai đoạn là giai đoạn thải trừ miễn dịch, là HBV DNA ALT, ALT trở về bình thường ha, phản ứng viêm bắt đầu giảm xuống tối thiểu, HBVDNA mình xét nghiệm sẽ nồng độ sẽ rất là thấp, HBAR từ dương chuyển sang âm và anti HBE chuyển dương. Thì cũng có thể cái giai đoạn này là
tự cá thể chuyển qua giai đoạn này hoặc là nhờ vào sự phối hợp của điều trị. Nhưng mà được bao lâu, cái giai đoạn không hoạt tính, mình còn gọi là giai đoạn không hoạt tính này nè, giai đoạn kiểm soát miễn dịch này nè, được bao lâu thì mình cũng không biết là sẽ bao lâu, nhưng mà sẽ tới một ngày nào đó thì nó sẽ có phát tiến qua một cái giai đoạn là tái hoạt. HBE có thể nó vẫn còn âm tính chứ nó không đảo lại là dương tính như ha, nhưng mà lúc đó HBPDNA tăng sinh và AST-ALT tăng trở lại, thì trong giai đoạn này là đặc biệt là có thể xuất hiện những cái bùng phát ha, rồi biến chứng xơ gan và HCC. Thì cái giai đoạn này là như vậy thì mình không biết bao lâu, do đó ngay cả khi mình xét nghiệm mình gặp cái bệnh nhân mà đang ở giai đoạn không hoạt tính, nhưng mà mình vẫn phải tiếp tục theo dõi đều đặn để phát hiện ra giai đoạn tái hoạt của bệnh nhân để mà điều trị. Mình mở ngoặc mình nói thêm trở lại một xíu, trong cái giai đoạn dung nạp miễn dịch, đa phần con nít thì nó nằm trong giai đoạn miễn dịch như thế này, nhưng không có nghĩa là tất cả 100% các đứa trẻ đều là dung nạp miễn dịch và hoàn toàn không được điều trị đâu nhé. Mấy đứa trẻ vẫn phải được theo dõi xem coi có khi nào nó chuyển qua giai đoạn dung nạp miễn dịch, nó chuyển qua giai đoạn viêm sớm không, nó bước vào giai đoạn thải trừ miễn dịch sớm không, có nghĩa là nó không có hoàn toàn là ALT, AST nó bình thường, nó cũng có HB AR dương, nó cũng có HB VDN A cao, nhưng mà ALT nó lại không ổn định. Như vậy thì mình phải xem coi nó có đúng thật là của bệnh của CVB hay là có một cái nguyên nhân viêm gan khác không, hay là có cái viêm gan nào của bẩm sinh của mấy đứa nhỏ không. Nếu mà mình đã theo dõi kỹ rồi và không mình xác định là có chỉ định điều trị thì mình phải điều trị cái kể cả cho những đứa trẻ và từ 20 đến 30 tuổi này thì cũng có thể là có những đứa trẻ, có những người đã trưởng thành rồi nhưng mà họ có thể họ vẫn còn đang trong giai đoạn đầu, họ vẫn có thể còn chưa có chuyển qua giai đoạn thải trừ miễn dịch, họ vẫn còn đang ở trong giai đoạn dung nạp miễn dịch, nhưng lúc nào thì mình không biết, do đó mình vẫn lúc nào họ chuyển giai đoạn và cần phải điều trị mình không biết, cho nên mình vẫn phải tiếp tục theo dõi, mình phải theo dõi đều đặn. Thì đây là một cái slide để minh họa nó có thể là tương tự như cái slide vừa rồi, tuy nhiên là minh họa tiếng Việt và rõ ràng hơn, các anh chị mình về xem thêm ha. Trong quá trình suốt cái diễn tiến tự nhiên này thì cái vẫn có thể có xuất hiện những biến chứng là xơ gan và ung thư gan xảy ra ha, kể cả khi là bệnh nhân vẫn có thể xuất hiện, đặc biệt là bệnh nhân có thể xuất hiện nhiễm HPV mạng, có thể xuất hiện ung thư gan ngay cả khi bệnh nhân không có xơ gan, ngay cả khi bệnh nhân đang điều trị rất là ổn định nữa. Do đó là mình phải theo dõi rất và tầm soát định kỳ cái ung thư gan cho bệnh nhân. Cái hình này là một cái hình mà nó ít màu sắc hơn, nhưng mà nó thể hiện thêm được cái giai đoạn thứ 5 của nhiễm HPV mạng như nãy mình có giới thiệu ha. Rút lại, thứ nhất là giai đoạn dung nạp miễn dịch, thứ hai là giai đoạn thải trừ miễn dịch hay là giai đoạn viêm gan hoạt tính, thứ ba là giai đoạn không hoạt tính ha, giai đoạn ổn định, thứ tư nữa là giai đoạn viêm gan tái hoạt, và cái thứ năm nữa là ngay cả khi mình có thải trừ HBsAg nhưng mình vẫn có thể có bị nhiễm HPV tiềm ẩn. Nhiễm HPV tiềm ẩn có nghĩa là HBsAg dù âm tính nhưng mà có thể mình xét nghiệm HPV DNA với cái kỹ thuật rất nhạy thì vẫn có thể phát hiện ra có sự dương tính của HPV DNA. Và cái hình tiếp theo này á, là một cái hình mà nó ở một dưới dạng khác, nhưng các anh chị để các anh chị mình thấy rằng là ngay cả khi mình về mình có thời gian mình sẽ xem thêm chi tiết hơn ha, thì mình sẽ thấy rằng là bệnh nhân nhiễm cấp HPV ha, có thể là thải trừ HBsAg trong vòng 3 đến 6 tháng 95-99% trường hợp. Tuy nhiên những cá thể đó họ vẫn có thể bước qua một cái giai đoạn đó là nhiễm HPV tiềm ẩn, chứ không phải là tất cả trường hợp. Và kể cả là mình có thải trừ HBsAg rồi, kể cả mình xét nghiệm HPV DNA dưới ngưỡng rồi, nhưng đâu đó cái CVB đã cài một cái cccd này vào trong cái tế bào gan của mình rồi, cho nên tới một ngày nào đó thì
vẫn có thể có hiện tượng tái hoạt xảy ra mặc dù trước đó xét nghiệm HBAR đã âm tính. Ở đây mình muốn nói tới cái cá thể mà những người mà đã nhiễm HPV rồi. Cho nên á, các chị mình sẽ thấy sau đó những cái tiếp tục về điều trị, các anh chị mình sẽ thấy có một cái đoạn hướng dẫn về điều trị dự phòng cho những người cần hóa trị liệu ung thư hoặc là dùng corticoid kéo dài ha, khi mà họ rơi vào giai đoạn suy giảm miễn dịch, tức là họ có một cái bệnh gì đó để hóa trị liệu. Cho nên các anh chị mình mà làm ở chuyên ngành ung thư hoặc là huyết học, các anh chị mình sẽ thấy rằng là những trước khi mà tiến hành thì là mình phải có tầm soát cái HBAR cũng như là IgG anti HBC cho những bệnh nhân này để mà xem xét cái chỉ định điều trị dự phòng bùng phát viêm gan B. Rồi, ở đây là một cái slide khác nữa, thì các tôi soạn nhiều cái slide để các anh chị mình có cái tài liệu tham khảo và có những cái đường link ở dưới này hết. Các anh chị muốn đọc kỹ hơn thì các anh chị mình có thể xem những cái tài liệu tham khảo này. Thì ở đây mình thấy rằng là qua các cái giai đoạn trên mà mình đã trình bày thì mình thấy trên lâm sàng mình sẽ, trong thực hành lâm sàng mình sẽ có những cái chẩn đoán như sau. Có thể là mình gặp một bệnh nhân, chẩn đoán bệnh nhân đó là nhiễm HPV mạng giai đoạn dung nạp miễn dịch. Vậy thì thế nào là dung nạp miễn dịch? Thường thường người đó chắc chắn phải là trẻ rồi hoặc là con đít. Thứ hai là mình muốn nói người đó giai đoạn dung nạp miễn dịch, mình phải có đầy đủ dữ kiện về HBE, về HPV DNA rất là cao, mà men gan mình phải có một cái chuỗi men gan hoàn toàn bình thường ha, viral scan còn F01. Còn nhiễm, nhưng mà có thể là mình không đủ dữ kiện để mình chẩn đoán đây có phải là dung nạp miễn dịch hay không. Có khả năng đó chỉ là một cái nhiễm HPV mạng HBAR dương tính, và tôi theo dõi trong những kỳ tiếp theo có thể cá thể này sẽ chuyển sang giai đoạn thải trừ miễn dịch chăng, có nghĩa là chuyển sang giai đoạn viêm gan B mạng HBAR dương chăng, thì tôi phải theo dõi tiếp những cái lần ACLT tiếp theo nữa. Hoặc là mình sẽ gặp những cái cá thể mà mình thấy là HBAR của họ âm tính, HPV DNA của họ rất là thấp, ACLT mình theo dõi hoàn toàn bình thường, viral scan đánh giá độ xương hóa gan là chỉ là F01 thôi, thì mình có thể mạnh dạn kết luận đó là, và nếu được nữa mình thử HBAR định lượng nữa, HBAR định lượng rất là thấp dưới 1.000 đơn vị chẳng hạn, thì mình có thể mạnh dạn chẩn đoán đây là một cái nhiễm HPV mạng giai đoạn không hoạt tính. Tuy nhiên nếu mà mình không có đủ thời gian theo dõi và chưa đủ đầy đủ dữ kiện để kết luận hẳn đây có phải là nhiễm HPV mạng giai đoạn không hoạt tính hay không, thì mình có thể ghi là nhiễm HPV mạng HBAR âm tính thôi, và mình hẹn bệnh nhân mình tiếp tục theo dõi. Thế thì những cái ca mà nhiễm HPV mạng HBAR âm tính này, mình lại tiếp tục mình theo dõi và mình phát hiện ra là ca này có ATNLT tăng hay là sau đó viral scan chuyển qua F2. À, như vậy thì ca này có khả năng là bước qua giai đoạn viêm gan B mạng HBAR âm tính, thì đây là cái trường hợp cần chỉ định điều trị. Và ngoài ra trong thực hành lâm sàng các anh chị mình sẽ gặp thường ở những cái trường hợp mà đến với mình với AT, có thể là lý do đến khám là vì vàng da, thậm chí là đợt vàng da trong đầu tiên trong cuộc đời, hoặc là có thể là một cái viêm gan B mạng rồi bỏ trị, hoặc là không biết viêm gan B mạng rồi nhưng mà không có theo dõi điều trị, đến khi vàng mắt vàng da vào đến khám mà mình xét nghiệm ALT, ATNLT tăng rất cao và HB tăng trên 5 lần giới hạn trên bình thường ha, và HPV DNA tương ứng là tăng sinh có thể là trên 2.000 hoặc là trên 20.000 đơn vị. Như vậy thì mình có thể chẩn đoán là một cái đợt bùng phát viêm gan B mạng và tất nhiên là phải điều trị ngay. Ngoài ra thì các anh chị trong thực hành lâm sàng các anh chị cũng sẽ gặp những cá thể họ đến với mình mang một cái bộ xét nghiệm, có thể là đâu đó xét nghiệm sẵn hoặc mình cho xét nghiệm thì HBAR lại âm tính ha, nhưng mà IgG anti HBC hay có thể dùng là anti HBC total cũng được dương tính. À, như vậy thì mình biết rằng đây là một cái nhiễm HPV đã thải trừ HBAR rồi. Nhưng mà mình hiểu cái diễn tiến tự nhiên của nhiễm HPV rồi thì mình cũng không có thể nè, mình cũng đừng có chủ quan đến với những cái ca đã phục hồi này, mà những ca này cũng phải cần lưu ý, đặc biệt là trong những trường hợp mà sau này họ phải có những cái bệnh mà xuất hiện, mới xuất hiện mà phải cần điều trị corticoid hoặc là hóa trị liệu ung thư, thì những ca thể này rất là được quan tâm.
nhiễm HPV này cũng có thể mình xét nghiệm anti HBs đã có dương tính thì coi như họ đã tự tạo kháng thể, nhưng mà cũng có thể là họ không có anti HBs dương ha. Những cái slide trên mình nói hơi dài, không biết là các anh chị mình có cảm thấy nó khó hiểu hay là nó chán quá cần phải đi nhanh hơn không? Anh dạ không, thấy hay lắm cô ơi. À, tức là mình hy vọng là mình giúp cho các anh chị mình rõ hơn, hiểu rõ cái diễn tiến bệnh, và sau đó thì các anh chị mình sẽ hiểu rằng là sau này khi mà, tức là những cái hướng, cái slide hướng dẫn tiếp theo các anh chị mình hiểu rằng là tại sao mình phải làm như vậy ha. Xin lỗi các anh chị, mình có cái điện thoại xíu ha. Rồi mình tiếp tục nha các anh chị. Các anh chị mình nghe rõ ha? Anh nghe rõ. Rồi. Như vậy thì mình trước một cái trường hợp mà mình nhận được, mình cho bệnh nhân xét nghiệm ha, mình là người có thể, mình là người chỉ định xét nghiệm cho bệnh nhân, thì trong cái tầm soát CVB có thể là bối cảnh là người đó là có cái yếu tố gia đình. À, hoặc là người đó đã từng phát hiện trước đây nhưng mà không có theo dõi, bây giờ quay lại với mình để theo dõi, hay là mình, người ta đến với mình có một cái triệu chứng gì đó rồi mình có thể xét nghiệm ra mình thấy sao ATLT tăng, ví dụ vậy, thì mình cần phải coi coi có bị nhiễm CVB hay không chẳng hạn, thì mình phát hiện ra là HB ra đi dương chẳng hạn, thì như vậy thì mình cần phải đánh giá coi cái người này họ đang ở cái giai đoạn nào trong cái tiến trình tự diễn tiến tự nhiên của nhiễm HPV mạng. Thì những cái xét nghiệm sau đây là những cái xét nghiệm mà mình cần làm cho cái người bệnh nhân ha. Thì để đánh giá hoạt tính viêm là mình làm ATLT. Có thể mình cần phải làm RT nhưng mà có thể là không, nhưng mà đa phần á thì thực sự là mình làm luôn cả RT, và RT sẽ giúp mình phát hiện thêm một số vấn đề liên quan tới trong trường hợp mà viêm ban do rượu, hoặc là kể cả là những cái trường hợp mà có vàng da thì lúc mình phải chẩn đoán phân biệt là có tắc mật hay không á, thì RDT cũng có thể là một cái yếu tố mà nó hỗ trợ cho mình trong bên cạnh phosphatidylcholine và bilirubin. Thì nói tóm lại là đầu tiên là mình coi có hoạt tính viêm hay không ha, đặc biệt quan trọng là ATLT. Cái thứ hai đó là mình coi là ca này là HBe âm hay dương, như nãy mình có nói HBAR dương là thể hiện một cái tình trạng CV đang tăng sinh. HBAR dương thì hàm ý là mình hiểu rằng a chắc là cái ca này là đang một cái ở cái giai đoạn là a có thể là CV này là CV chủng hoang dại thôi. Tuy nhiên thực ra thì nó vẫn có thể nha, vẫn có thể nó bắt đầu trong trong cơ thể cá thể người đó là vẫn có thể có hai quần thể, có quần thể A dương và có quần thể có quần thể chú hoang dại mà cũng có thể là lẫn lộn với đột biến. Tuy nhiên quần thể hoang dại nó đang ưu thế cũng không chừng. Cho nên nó thông thường thì các bạn mình muốn ghi là dòng hoang dại hay là các bạn muốn ghi là E dương thì mình cũng không quan trọng lắm. Nhưng quan điểm cá nhân của mình thì mình thích dùng là HBAR dương thôi. Rồi tương ứng với các kháng thể HBA thì mình sẽ làm anti HBA. Thì thường đa phần HBAR dương thì anti HBA âm tính ha. Và trong quá trình mình đối với HBAR âm tính thì mình làm anti HBA thì thường là dương tính. Tuy nhiên đó là cái bình thường, nếu còn trong cái thực tế mà mình theo dõi điều trị á thì mình phải mình có thể là HBA của mình có thể âm tính rồi nhưng mà anti HBA có thể chưa chuyển dương nữa, thì mình cũng đó là trong cái trường hợp mà mình đang điều trị đó ha. Còn ở đây là mình chưa đặt trị. Rồi HBV DNA như mình nói đó ha, là nó thể để đánh giá thực sự là coi là ca này là cái tải lượng virus cao hay thấp, có thực sự là thể hiện là CV đang tăng sinh hay không ha. Ngoài ra đó thì tất cả ba cái yếu tố này nè ha, ATLT, HBA, HBV DNA, mình giúp cho mình đánh giá cái giai đoạn nào. Nhưng mà mình cần phải có thêm nữa là gì, mình có thêm mình phải nên có thêm nữa là độ sơ hóa gan. Độ sơ hóa gan thì
Hiện nay mình có những cái phương tiện để đánh giá không xâm lấn, phương tiện không xâm lấn đó là mình dùng FibroScan hoặc là ARC-P. Thì FibroScan á, mà nếu mà ra là F01 á, là coi như là một cái xơ hóa không có đáng kể, gần như là bình thường. Nhưng mà bởi vậy mình ngoài cái chuyện có thể có một số nơi mình chỉ có AST-LT thôi mà mình thấy rõ ràng là AST-LT này tăng cao rồi, tăng đã có những cái chứng cứ tăng tăng từng đợt hoặc liên tục rồi, thì mình không điều trị, chỉ định điều trị của mình có thể không dựa vào FibroScan nữa, nhưng mình cũng nên có một cái FibroScan để đánh giá trước điều trị, để xem thực sự cái ca này là có xơ hóa F23 thôi, F2 là xơ hóa đáng kể, xơ hóa nhiều rồi, F3 là xơ hóa đáng kể, hay thậm chí ca này đã xơ gan rồi thì cái tiên lượng nó cũng khác luôn. Cho nên là mình vẫn phải nên làm luôn cái độ xơ hóa gan ha, xem là F mấy, đánh giá độ xơ hóa gan xem là F mấy. Cái việc mà siêu âm bụng là chắc chắn mình phải làm rồi, mà mình vì sao siêu âm bụng để mình tầm soát cái khối u gan ha, để mình phát hiện những cái bệnh lý gan kèm theo nữa, đặc biệt trong đây là tầm soát ung thư gan. Thì cái tầm soát ung thư gan á, thì mình còn có cái dấu ấn huyết thanh nữa là AFB. Tuy nhiên á, là một mình AFB chỉ nhảy khoảng 64% thôi, cho nên á, mà mình chỉ nhìn con số AFB thôi là không đủ, có khi sẽ bỏ sót. Do đó mình nên kết hợp vừa siêu âm vừa AFB luôn. Hiện nay mình có những cái xét nghiệm mà nó nhảy tốt hơn là AFB, như là một phối hợp của bộ ba là AFB cộng ABNL3 cộng Pikachu. Tuy nhiên á, là cái những cái xét nghiệm này thì cái bộ này thì nó sẽ chi phí nó nhiều, và nếu mà mình làm một cách thường có thể là trên dưới 1 triệu, trước đây là hơn 1 triệu, thì nó có thể là tốt, làm thường xuyên quá thì sẽ tốn kém cho bệnh nhân, và bảo hiểm y tế cũng không phải là chi trả cho mọi trường hợp. Do đó mình cách siêu âm bụng mà kỹ thì mình vẫn có thể tầm phát hiện rất là tốt. Hiện nay đôi khi phát hiện khối u chỉ có khoảng 3 cm thôi, và mình có thể gửi bệnh nhân đi điều trị rất là sớm, và tiên lượng đáp ứng rất là tốt ha. Thành ra là mình phối hợp siêu âm bụng với AFP để mình tăng lên cái độ nhạy của phát hiện ha. Rồi như vậy thì bao lâu thì mình lặp lại, thì theo dõi thông thường của một cái trường hợp đang ổn định đó ha, thì là từ 3 đến 6 tháng ha. Do đó những cái con số dưới đây, cái số tuần của mình nó phải dao động. Ví dụ như men gan là 12 đến 24 tuần, HbA là mỗi, nếu mà ca chưa điều trị thì mình có thể làm mỗi năm ha. Nhưng mà nếu mà cái ca đó mà mình theo dõi HbA, mình thấy cái quá trình nó có thể khả năng là HbA dương thấp thấp và đang có thể chuyển biến, đang chuyển huyết thanh, thì có thể mình lặp lại 6 tháng chứ không không chờ tới 1 năm ha. HBV DNA cũng vậy, mình có thể là chưa điều trị nhưng mà mình trong quá trình mình, đặc biệt là đối với HbA âm tính, là mình phải nên có HBV DNA để mình biết HBV là cỡ nào, để mình còn có kế hoạch theo dõi ha. Rồi siêu âm bụng thì mình tầm soát ít nhất là mỗi 3 tháng, ít nhất là mỗi 6 tháng nha. Nhưng mà những cái trường hợp ví dụ gia đình có tiền sử ung thư gan, ruột thịt là ung thư gan, hoặc là mình có cái nền của cái ca đó là FibroScan đã là F2, F3 trở lên, F2 hay F3 trở lên rồi, đặc biệt là F3 và xơ gan trở lên rồi, xin lỗi, xơ gan hoặc là F3 rồi, thì mình có thể là đôi khi mình phải tầm soát kỹ hơn, là bằng cách là 3 tháng mình lặp lại, chứ mình không có đợi tới tới 6 tháng ha. Nhất là những cái trường hợp mà mình theo dõi thì lần trước mình không có thấy một cái u nào hết, tự nhiên bữa nay mình thấy có một cái khối gì đó, người ta có thể đọc là hemangioma mà chẳng hạn, là giống như u mạch máu hay là u lành mà, nhưng mà thực sự một cái u mới xuất hiện thì phải được chú ý và phải được kết hợp với AFP, và nếu cần nó mình phải lặp lại trong 1 tháng chứ không phải là đợi tới 3 tháng nữa, để mình coi bản chất của nó có tăng sinh, nó có phát triển nhanh hay không, và nó có cần phải có đủ để nếu mà có cần phải làm kỹ hơn là CT MRI gì hay không ha. Rồi nếu mà đối với mọi trường hợp nhiễm HPV mạng là mình phải tầm soát HCV nha, mình phải không được bỏ sót đồng nhiễm HCV cho bệnh nhân. Và thậm chí có một cái điều nữa là mình cũng phải lưu ý, mặc dù tôi không có ghi trên slide, nhưng mà đối với những cái trường hợp mà nhất mà mình không có thấy rõ cái đường lây này, có khả năng là đường lây mẹ con á, đường lây dọc trong gia đình á, thì mình cũng coi chừng với những cá thể từng tầm soát nữa là HIV.
Bởi vì nhiều khi mình điều trị HPV mãi thời gian tới chừng mình phát hiện ra HC có HIV nữa, rồi cái mình cho đi điều trị tenofovir rồi chẳng hạn đi, nhưng mà tới chừng mình cho đơn chỉ cái liều đơn trị liệu tenofovir chẳng hạn thì có thể là đưa đến cái trường hợp HIV kháng thuốc về sau. Cái tư vấn sự cần thiết và tầm quan trọng của việc theo dõi định kỳ đều đặn là quan trọng ha. Khi mà mình đã hiểu rồi là mình sẽ nói cho bệnh nhân tư vấn tầm soát cho cả người thân nữa ha. Đó lại lý chị em ruột nè, cha mẹ ha, con, rồi kể cả vợ chồng. Khi mà mình đánh giá một cái xét nghiệm, mình làm cái xét nghiệm những cái xét nghiệm ở slide trước ha, để mình đánh giá thì cái mình coi coi bệnh nhân này có xơ gan hay chưa ha. Bệnh nhân mà xơ gan thì bệnh nhân đó phải làm HPV DNA và HPV DNA trên ngưỡng là điều trị thôi, không có kể là ALT, HBE gì hết. Và điều trị, và đối với những cái trường hợp này điều trị là gần như suốt đời và phải rất là lưu ý trong cái việc tầm soát ung thư gan ha. Đối với những trường hợp mà chưa xơ gan thì nếu mà từ thì mình sẽ xét tiêu chuẩn điều trị ha. Tiêu chuẩn thì mình coi cái hình chữ nhật ở phía giữa, ở giữa trước ha. Đó là khi đủ hai tiêu chuẩn là ALT tăng trên 2 lần giới hạn trên bình thường và hoặc FibroScan từ F2 trở lên. Nếu như mà mình có FibroScan từ F2 trở lên ha, mà cái cộng với xin lỗi mật tiêu bên cạnh cái tiêu chuẩn viêm này thì mình có tiêu chuẩn cộng với một cái tiêu chuẩn siêu vi tăng sinh nữa là HPV DNA trên 20.000. HBAR đối với HBAR dương tính hoặc là HPV DNA trên 2.000 IU trên ml đối với HBAR âm tính thì đây là đủ tiêu chuẩn điều trị. Nhưng mà nên nhớ ha là mình cần có một cái, ở đây là mình đã có cái chứng cứ mãn tính ha, là một cái. Thứ hai á là nếu mà mình gặp bệnh nhân đó lần đầu tiên mà mình có gặp cái ASTLT của họ cũng cũng có thể là khoảng 2 lần, nhưng mà mình cũng đừng có vội là chỉ có một lần duy nhất 2 lần xin lỗi ASTLT tăng trên 2 lần giới hạn trên bình thường. Ví dụ như ở nữ là 25, mình dùng cái hướng theo cái hướng dẫn mới của Bộ Y tế 2019, ở nữ là 25, ALT là 25 vẫn bình thường, ở nam là 35. Thì khi mà giả sử mình gặp ở một người nam là 70 đi, ALT họ là 70 đi, nhưng mà mình cũng nên có một cái theo dõi lặp lại ha, và mình phối hợp thêm với FibroScan. Nếu mà FibroScan mới có F01 thôi thì mình có thể là kiểm tra cái diễn biến này trong tuần tháng, và mình có thể cho phép nếu mà FibroScan của họ cũng chỉ F01 thôi và họ không, gia đình họ không có tiền sử ung thư gan, xơ gan ha, rồi tuổi, rồi yếu tố đi kèm gan nhiễm mỡ có hay không, thì mình có thể cho phép theo dõi họ trong vòng 3 đến 6 tháng, chứ không phải là mình có ngay cái tiêu chí là có 2 lần, có 1 lần duy nhất cái mình trị ngay thì cũng không phải. Nhưng mà nếu như mà họ đã tới cái tiêu chí bùng phát rồi, thí dụ như ALT của họ đã trên 5 lần giới hạn của bình thường thì không có chờ đợi nữa. Rồi nếu mà mình theo dõi mà cái ca đó mà họ không đủ 2 cái tiêu chuẩn ở cái hình chữ nhật chính giữa này thì mình sẽ xem xét những cái trường hợp đặc biệt ha. Ở đây có những chỉ định đặc biệt, ví dụ như là có biểu hiện ngoài gan, có gia đình có HCC, xơ gan, hay là bệnh nhân này đã điều trị xong rồi ngưng rồi tái phát. Và đặc biệt cái một cái chỉ định đầu tiên mình thấy cái hàng đầu tiên nè là ha, nếu mà bệnh nhân là mình theo dõi mãi 20 30 tuổi rồi, mình theo dõi hoài F01 men gan bình thường, nhưng mà bây giờ đã trên 30 tuổi rồi thì thường như theo cái lý thuyết mà mình xem, mình biết, mình hiểu được cái diễn tiến tự nhiên á, thì những cái trường hợp này là liệu có phải là còn dung nạp miễn dịch hay không, hay là nó đã qua giai đoạn thể trừ miễn dịch đó, thì lúc này mình bắt đầu mình để ý ALT không còn đòi hỏi là trên 2 lần giới hạn trên bình thường nữa, mà chỉ cần trên ngưỡng thôi. Ví dụ như nữ 25, nam 35, bây giờ chỉ cần trên ngưỡng thôi, mà mình làm 3 lần như vậy trong vòng 6 tới 10 12 tháng ha. Mà có thể mình theo dõi 6 tháng thôi được rồi, mình theo dõi từng tháng ha, tuần hoặc từng 2 tháng thì chỉ cần 3 lần trong vòng 6 tháng thôi. Và có HPV DNA trên 20.000 nữa thì mình có thể cái những cái ca này là chỉ định điều trị thôi. Đây là cái thông tin về đánh giá độ xơ hóa gan, thì cái này cũng có trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế 2019, mình cũng sẽ upload luôn để các bạn soạn thì cũng có thôi, nhưng mà cái file hướng dẫn này mình cũng sẽ gửi cho các bạn luôn đi kèm với cái slide PDF này.
thì các bạn thấy là nó có các mức nè ha. F01 là không có sơ hóa gan hoặc là sơ hóa không đáng kể đó, sơ hóa nhẹ đó. Cái thứ hai đó là F2, đó là trung bình hay là còn gọi là sơ hóa đáng kể. Sơ hóa đáng kể ha. Thứ ba là F3 là sơ hóa gan nặng và F4 là sơ gan. Và mình thấy là cái đối với viêm gan B thì người ta nghiên cứu thì thấy là cái mốc 11 chỉ cần trên 11 kPa thôi là vẫn đã xếp vào F4 ha, chứ không có phải như mình nhớ nhớ một cách đại khái là có thể là 12, 11, 11, 12 kPa đi. Nhưng mà không, đối với viêm gan B là 11 kPa có thể coi là sơ gan rồi ha. Ngoài ra cái chỉ số APRI á, thì các bạn cũng có thể sử dụng đỡ. Tuy nhiên á, là nó có thể nó không có chính xác bằng ha, so với mình sử dụng cái độ cái FibroScan. Rồi cái mục tiêu điều trị của viêm gan B là gì? Đó là mình ức chế lâu dài sự sao chép của HPV. Mình cái này là mình không có tiệt trừ được cái CPV ra khỏi cơ thể, rất là khó, kể cả khi mình điều trị cho tới HBsAg âm tính. Nó là một dấu mà gọi là rất là lý tưởng, mà không phải là ca nào cũng dễ đạt được, nhưng mà mình cũng phải coi chừng ha. Ẩn hiện đâu đó là mình phải theo dõi HBsAg, sau đó nó có bị dương tính trở lại hay không, hay là thậm chí là như mình nói đó là cccDNA đã cài vào tế bào gan rồi. Nói chung là cái mục tiêu điều trị của viêm gan B, mục tiêu đầu tiên đó là ức chế lâu dài của sự sao chép của HPV ha. Cái thứ hai đó là cải thiện chất lượng cuộc sống, ngăn ngừa diễn tiến xơ gan và HCC. Nhưng ngăn ngừa thôi chứ còn mình vẫn phải tiếp tục tầm soát cái biến chứng HCC này ha. Thứ ba nữa là mình có một cái mục mình điều trị như vậy thì cũng giảm được cái dự phòng lây truyền HPV cho cộng đồng ha, mà bao gồm cả cái lây truyền HPV từ mẹ sang con. Và cái thứ tư nữa là mình dự phòng được cái đợt bùng phát viêm gan B mạn. Ngay cả như cái cá thể đó là mình điều trị, đã có chỉ định điều trị rồi thì mình sẽ kiểm soát, bệnh nhân sẽ tuân thủ lâu dài thì sẽ không có bị bùng phát. Nhưng mà có những cái trường hợp là bệnh nhân chưa có chỉ định điều trị, nhưng tới khi bệnh nhân có hóa trị liệu ung thư hoặc dùng corticoid kéo dài thì bệnh nhân vẫn phải được xem xét dự phòng đợt bùng phát. Tới đây mình ngưng chút xíu, mình có một cái trường hợp mà mình muốn minh họa cho cái dự phòng lây truyền HPV cho cộng đồng. Tức là mình có một cái trường hợp bệnh nhân nữ 30, khoảng 20 mấy tuổi thôi, bệnh nhân lập gia đình khoảng 3 năm rồi, chồng bệnh nhân bị nhiễm HPV mạng, mà bệnh nhân á và vào với mình á, là bệnh nhân cách đây 1 năm á, là sinh con, khi mà mang thai đứa con đầu lòng á, là bệnh nhân xét nghiệm HBsAg là âm tính. Bệnh nhân không có được tư vấn về cái vấn đề mà tiêm ngừa vaccine viêm gan B trước khi lập gia đình, hay là sau khi lập gia đình, hay là kể cả khi bệnh nhân đi 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 khám thai cả. Nhưng bệnh nhân cũng sanh con một cách bình thường, rồi con cũng được chích ngừa này nọ, rồi đến một hôm nay là con 13 tháng, cái bệnh nhân bị một cái đợt vàng da viêm gan, bệnh nhân vô cái mình xét nghiệm là IgM mang tiếng HBC 48 ở trên CO. Bệnh nhân này thì mình có rõ ràng cái dữ kiện của HBsAg lúc mang thai là âm tính, rồi bây giờ bị đợt vàng da đầu tiên trong cuộc đời, á tên là tê tăng rất cao, IgM mang tiếng HBC dương, tất nhiên ca này cũng có HBsAg dương, chẩn đoán là viêm gan CVB cấp. Vì cái mình mới giật mình, nó ủa tại sao kỳ ta, ông chồng nhiễm HPV mạng, viêm gan CVB mạng, điều trị ở bệnh viện đại học y dược, vậy thì tại sao là những năm nay mà thậm chí sanh một đứa con rồi nữa, mà tại sao hồi mới cưới về không bị viêm gan B cấp, mà tự nhiên bây giờ mãi có đứa con 3 tuổi, xin lỗi đứa con 13 tháng rồi bệnh nhân mới bị viêm gan B cấp. Hỏi ra là ông chồng bỏ thuốc điều trị, bỏ điều trị khoảng 3 4 tháng trước. Thì tự nhiên sau đó là mọi chuyện nó giải thích hết tất cả luôn. Để mình thấy ra thì tất nhiên thì mình cũng tư vấn ông chồng là phải quay trở lại điều trị viêm gan B trở lại, theo dõi và điều trị viêm gan B trở lại, chứ còn không bỏ mai mốt bùng phát cái ông chồng nữa. Nhưng mà ở đây để mình thấy rằng là tức là có những cái điều sách vở không có chỉ nói lên là cái chuyện là một cái người mà có nồng độ HBV thấp thì cái nguy cơ lây cho người khác thấp, đúng không? Thì qua đó mình cũng thấy rằng mình không biết tại sao, nhưng mà cuối cùng mình giải thích được là ông bỏ thuốc cho nên ông bùng phát siêu vi trước, ông chưa bùng phát sinh hóa, mai mốt nếu mà mình để tiếp nữa ông sẽ bùng phát sinh hóa và ông sẽ bùng phát vô một cái đợt bùng phát viêm gan B mạn luôn.
Rồi thôi mình nói ngoài lề một xíu về cái ca mà mình nói, để mình muốn nói rằng là cái việc mà mình điều trị đó nó cũng góp phần là giảm cái lây truyền cho cộng đồng. Nhưng mà tất nhiên mình hiện nay mình có vaccine viêm gan B rồi, mình cũng không có, mình phải chủ động mình phòng ngừa chứ cũng không có phải là đợi đến, chỉ là điều trị cho những đối tượng có nguy cơ lây mà thôi ha. Rồi đây là cái slide để nói lên cái thông tin hướng dẫn về cái điều trị dự phòng bùng phát viêm gan B mạn ha. Thì như nãy mình có nhắc với mấy bạn là trong cái diễn tiến vẫn có diễn tiến tái hoạt về sau, thì đây là cái slide cắt ra, thông tin cắt ra từ cái hướng dẫn của Bộ Y tế 2019 ha. Thì cái người mà dùng thuốc ức chế miễn dịch, hóa trị liệu hay ghép tạng thì họ cần phải có xét nghiệm HBsAg ha. Nếu mà hoặc và đồng thời là anti-HBC total, nếu mà có HBsAg dương hoặc anti-HBC total dương thì họ sẽ được cần phải đặt trị dùng cái thuốc ức chế thuốc kháng virus B để dự phòng cái bùng phát. Thì ở đây là những cái hướng dẫn chi tiết các bạn về xem ha. Ngoài ra đó mình còn có một cái điều trị dự phòng nữa, đó là đối với trường hợp mà viêm gan CVC mạn ha, mà dùng dùng thuốc kháng virus C ha, mà bệnh nhân đó bệnh viêm gan C mạn vừa đồng nhiễm HPV vừa đồng nhiễm HCV thì sẽ được chỉ định đồng thời cái thuốc kháng virus B trong lúc mà điều trị viêm gan C mạn. Tất nhiên một bệnh nhân viêm gan vừa viêm gan B mạn vừa viêm gan C mạn, vừa HBsAg dương vừa HC, tất nhiên HPV có thể là HBsAg dương nhưng mà cái chỉ định điều trị đối với viêm gan B lại chưa tròn chỉ định. Nhưng mà đối với viêm gan C thì một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là viêm gan C thì chỉ cần HCV RNA hiện diện dương tính là có chỉ định điều trị. Như vậy thì bệnh nhân đó có chỉ định điều trị viêm gan C trước nhưng mà CVP chưa thấy đủ tiêu chuẩn chỉ định điều trị. Nhưng khi mình điều trị DAA đặc trị viêm gan C thì mình cần có dự phòng ha, cho thuốc kháng virus B để dự phòng. Ở những cái thuốc viêm gan B mạn các bạn về có thể đọc thêm trong cái hướng dẫn Bộ Y tế và các tài liệu ha, thì vai trò của nó là ức chế sự sao chép của HPV. Và trước đây mình sẽ có thể mình đã từng biết có lamivudine, adefovir ha, nhưng mà không còn được khuyến cáo sử dụng nữa. Hiện nay chọn lựa đầu tay của mình là một trong ba thuốc trên bảng đây. Một là TDF, hai là TAF, ba là entecavir. TDF hay TAF đều là tenofovir ha. Nhưng mà cái tenofovir 300 mg TDF này ha, nó là disoproxil fumarate á. Thì nó là thế hệ cũ và nó có những cái khuyết điểm là nó có thể ảnh hưởng tới chức năng thận khi dùng lâu dài, cũng như là ảnh hưởng tới xương. Còn cái sau này ra đời một cái thế hệ sau là tenofovir alafenamide, hay viết tắt 25 mg, viết tắt là TAF, thì nó sẽ ưu điểm hơn là nó khắc phục được hai cái tác dụng phụ trên. Tuy nhiên á là cho tới hiện nay á thì nó có là TDF á, thì xin lỗi, TAF hiện nay á thì lại chưa được chỉ định được cho phụ nữ mang thai. TDF hiện nay là thuốc duy nhất mà được dùng được cho phụ nữ mang thai. TAF này khắc phục được hai cái nhược điểm trên, cho nên mình sẽ nên chỉ định, xem xét chỉ định cho những cái trường. Tuy nhiên đó là nó không có bảo hiểm y tế, giá thành cũng cao và chưa có bảo hiểm y tế chi trả, không có trong danh mục của bảo hiểm y tế, cho nên á, cái TAF này á, thì mình sẽ xem xét cho những cái trường hợp mà có chức năng thận kém ha. Ví dụ như levonorgestrel xuống bắt đầu xuống dưới 60 ml phút thì có thể, hoặc bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường ha, thì mình cũng có thể tư vấn cho bệnh nhân. Nhưng mà cũng cân nhắc về cái, tại vì thực ra thì đối với TDF này khi mà có le răng dưới 50 ml phút á, thì mình mới cần chỉnh liều, còn trên 50 ml phút thì mình vẫn có thể dùng liều nguyên là một viên 300 mg mỗi ngày. Nhưng mà nếu mà cái là nhưng mà những cái người mà có khả năng là tiến triển sau này họ có thể có bệnh thận mạn, hoặc là tức là bệnh tiềm năng có thể có bệnh thận mạn, thì mình có thể xem xét cho cái TAF ha. Ngoài ra thì mình có cái entecavir, thì
entecavir là mình nó có một cái khó là phải dùng trước hoặc sau ăn 2 tiếng, cho nên nó là và nó có những cái điểm kháng chéo với lamivudine, cho nên nếu mà bệnh nhân đã từng dùng lamivudine trước đó rồi thì có thể mình sẽ rất là cân nhắc, coi chừng là bệnh nhân có khả năng có cái điểm đột biến kháng chéo với lamivudine, thì có thể là bệnh nhân có thể có đột biến có kháng một phần với entecavir. Thì các bạn mình nói rút lại á, thì cái chọn lựa thuốc á, thì TDF là thuốc dùng cho bà bầu được ha, TAF khắc phục được cái tác dụng mà phụ trên thận và xương của TDF ha, nhưng mà chưa có bảo hiểm y tế mà chưa có trong danh mục bảo hiểm y tế, cũng như là đối với xơ gan mất bù thì hiện người ta chưa có dữ liệu, chưa có dữ liệu nghiên cứu trên người có xơ gan mất bù, cho nên á thì TAF cũng chỉ định tới mức xơ gan còn bù mà thôi. Thì mình trông chờ trong thời gian sắp tới có thể có những cái báo cáo nghiên cứu liên quan tới phụ nữ mang thai mà có thể dùng được TAF an toàn hay không ha, và cũng như là đối tượng xơ gan mà còn mất bù đó. Rồi, đây là những cái thông tin mà mấy bạn có thể tham khảo ở trong hướng dẫn của Bộ Y tế ha. Thì ở đây mình nói thêm một chút về trẻ em ha. Trẻ em thì đối với TAF và TDF thì mình dùng được cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên và có cân nặng là từ 35 lớn hơn bằng 35 kg. Còn đối với những đứa trẻ mà nhỏ hơn 12 tuổi ha, hoặc là những cái đứa trẻ nhẹ cân hơn thì mình điều trị mình chọn entecavir ha. Và nhớ hồi nãy mình có nói đó, đối với trẻ em á, thì hầu hết của nó là nằm trong giai đoạn dung nạp miễn dịch, nhưng cũng có thể là nó bước qua giai đoạn thải trường miễn dịch, nó có tình trạng viêm gan B mạn thực sự luôn ha, là chính là nó bước qua giai đoạn có tiến trình viêm đang tiến triển, nếu mà mình không xem xét kỹ máu nó xơ gan sớm á, thì nhưng mà có điều mình cũng phải xem xét kỹ và cần loại trừ các nguyên nhân viêm gan khác. Cái viêm gan B mạn ha, cái rất là quan trọng luôn là cái tư vấn trước đặt trị. Mình như hồi nãy mình có nói là mấy bạn cần phải tư vấn cái sự cần cần thiết của cái chuyện mà theo dõi lâu dài để gì, để phát hiện ra giai đoạn cần điều trị đúng không? Thì ở đây bắt đầu đặt trị cho người ta thì cũng cần nói cho người ta biết tại sao là mình phải đặt trị. Mục tiêu và hiệu quả của điều trị thuốc kháng virus. Tức là mình cũng nên cho bệnh nhân hiểu rằng là còn uống thuốc thì cần còn ức chế virus. Ngưng uống thuốc hay không là do bác sĩ có chuyên môn xem xét, chứ bệnh nhân không được tự ý ngưng. Có rất là nhiều, có khá nhiều bệnh nhân người ta rất là ngộ nhận cái chuyện mà HPV DNA dưới ngưỡng phát hiện là người ta ngưng thuốc á. Tức là mình phải tư vấn cho người ta hiểu ngưng hay không là do bác sĩ chuyên môn, chứ không phải là tới HPV DNA dưới ngưỡng là tự ngưng. Thứ hai nữa, bệnh nhân cũng phải uống đúng 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 cái buổi, trong có thể là nói nôm na là đúng giờ, nhưng có thể là không đúng bon 7 giờ đi, nhưng mà có thể là trong một buổi 7 đến 8 giờ sáng thôi, hay là 7 đến 8 giờ tối thôi, hay là 1 12 giờ trưa gì đó, nhưng mà cùng một buổi trong ngày, và phải uống đều đặn và không để gián đoạn thuốc. Thậm chí là mình có thể cho bệnh nhân những cái vị thuốc gối đầu nữa, thí dụ như là bệnh nhân vừa dự kiến bệnh nhân là 3 tháng tái khám đi chẳng hạn, thì cái ngày 1 tháng 7 năm 2022 tái khám chẳng hạn, nhưng mà không biết là cái tuần lễ đó, ngay cái ngày đó thì mình có cái vấn đề gì mà khiến cho bệnh nhân không có lên đúng hạn được, thì bệnh nhân có thể đi khám trễ 1 tuần chẳng hạn, thì bệnh nhân phải có thuốc dự phòng để uống, hoặc là bệnh nhân phải cầm cái đơn thuốc đó đi mua thêm đỡ 10 viên 7 viên gì đó để uống ha. Các xét nghiệm cần thiết chẩn đoán theo dõi đánh giá điều trị thì có thể là đặc biệt là cái HPV DNA, cái chi phí điều trị rất là chi phí xét nghiệm khá là cao ha, thì cho nên là mình cũng nên nói cho bệnh nhân, mình cũng tư vấn rõ cho bệnh nhân là tại sao mình phải cần làm cái xét nghiệm này, để chẩn để đánh để mà quyết định cái đặt trị cho bệnh nhân, nhưng mà đồng thời cũng là cái mốc để theo dõi cho bệnh nhân về sau. Như vậy thì kế hoạch là sau 3 tháng đầu hoặc là sau 6 tháng tôi sẽ làm lại cái xét nghiệm này, thì bệnh nhân phải trả ví dụ như 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi cho cái xét nghiệm này, thì bệnh nhân phải chuẩn bị cái chi phí bên cạnh những cái chi phí khác. Nhưng nếu được á, thì bệnh bệnh nhân mà có bảo hiểm y tế thì bệnh nhân được
bảo hiểm y tế đúng tuyến thì bệnh nhân được đồng chi trả như thế nào thì mình cũng nói rõ. Thì còn trong trường hợp bệnh nhân tự chi trả thì cũng phải nói rõ ha. Nếu mà bệnh nhân đồng được bảo hiểm y tế đồng chi trả thì cái áp lực chi phí nó đỡ hơn. Tuy nhiên lúc đó mình cũng phải xem nha, cái chỉ định của mình phải đúng, giống mình cho HPV DNA mà cận quá đó mà không có lý giải thì mình cũng bị bảo hiểm y tế xước toán đó. Rồi thời gian điều trị là phải uống lâu dài, mình cũng phải nói rõ với bệnh nhân luôn, có thể là 3 năm chưa ngưng thuốc, 4 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm chưa ngưng thuốc nữa ha. Nhưng mà mình nói suốt đời thì có thể là bị bi quan, nhưng mà mình những cái trường hợp mà vô với mình đã F3, đã lớn tuổi hay là thậm chí đã xơ gan rồi thì mạnh dạn nói luôn là suốt đời. Cũng cũng nói qua một số tác dụng không mong muốn của thuốc mà mình sẽ theo dõi, đặc biệt là cái thận là mình phải theo dõi định kỳ và mỗi 3 tháng ha. Và đặc cái đối với biến chứng HCC mình phải nói trước luôn, nhất là những trường hợp mà có yếu tố gia đình ha, những trường hợp F3 trở lên, những trường hợp đã xơ gan rồi, mình phải, nếu mà mình không nói, kể cả mình bệnh nhân của mình đó F3 ha, điều trị ha, điều trị rất ổn luôn, nhiều năm sau tự nhiên HPV DNA là dưới ngưỡng phát, những dưới ngưỡng phát hiện không mà tự nhiên một ngày đẹp trời xuất hiện khối u, thì người, nếu mà mình không có nói trước là cái con B này nè, thực ra mình hay nói vui là cái con C á, là nó xuất hiện cái ung thư gan, thường thường là trên nền xơ gan ha. Thì thường kể cả con C mình điều trị xong sạch con C rồi, vẫn sau này vẫn có thể xuất hiện ung thư gan, nhất là những cái trường hợp mà từ F3 trở lên. Còn đối với con B á nha, là mình phải tư vấn cái chuyện mà biến chứng HCC có thể xảy ra, nếu không một ngày nào đó tự nhiên bệnh nhân đang cứ đi đều 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 uống một tháng bao nhiêu tiền thuốc gì đó, cái tự nhiên một ngày nó xuất hiện khối u, cái người ta quay lại người ta trách mình là tại sao tôi đi theo bác sĩ bao nhiêu năm rồi, tôi tuân thủ thuốc rất là tốt mà bây giờ tôi bị ung thư gan, ví dụ vậy, thì người ta sẽ rất là sốc. Cho nên mình phải nói trước, và mình cái việc mà siêu âm định kỳ alpha FB cộng với siêu âm định kỳ ít nhất mỗi 6 tháng á, và nếu mà có những trường hợp rất cần thiết cũng phải làm mỗi 3 tháng á, thì mình giải thích cho người ta tại sao tôi làm cái điều này, để tôi tầm soát ông bà có bị khối u hay không, và nên phát nếu phát hiện rất là khi mà nó còn rất là nhỏ. Thì hiện nay là cái chuyên môn về của các anh chị bên ngành ung thư là người ta được điều trị rất tiên lượng nó sẽ tốt hơn ha. Rồi đây là những cái danh sách xét nghiệm mà cần làm trước đặt trị ha, thì nó cũng tương tự như là những cái xét nghiệm mà nãy mình nói là chưa đặt trị trong quá trình theo dõi đó, thì mấy anh chị mình thấy là mình sẽ làm chắc chắn phải có TLT rồi, chắc chắn phải có Reatinin rồi, chắc chắn phải có HBeAg và HPV DNA định lượng rồi ha. Rồi đương nhiên siêu âm AFB, FibroScan là cũng phải cần thiết rồi, và sau này mình điều trị mình có thể đánh giá lại cái FibroScan sau 6 tháng tới 1 năm, và trong trường những trường hợp mà F2 hoặc F3 thì có thể là cải thiện sau một thời gian điều trị ha, và cũng không quên làm anti HCV ha. Ở đây mình muốn nói một xíu nữa, mình quên nhắc là cái FibroScan mình chị mình về coi lại ha. FibroScan nó nếu mà mình chỉ định trong trường hợp mà là một bệnh nhân mà mình thấy cái kết quả TLT của người ta mà có thể là nó đang tăng một trăm mấy hay là vài trăm đơn vị, nó đang vô đợt bùng phát, nhưng mà lỡ mình chỉ định cái FibroScan trước đó, tại vì lúc đó mình cũng nghĩ là mình đang đánh mình không nghĩ là TLT đang tăng cao như vậy, mình cho FibroScan mà nó về là F4 chẳng hạn đi, thì mấy bạn nên nhớ là mấy anh chị mình nên nhớ là cái giá trị FibroScan lúc đó nó có thể bị quá mức so với cái thật của bệnh nhân ha, tại vì khi mà mình làm TLT nó đang tăng cao, nó có thể làm cho cái gan nó đánh giá cứng giả ha. Rồi thế mình theo dõi trong quá trình đặt trị mình theo dõi cái gì, thì như các anh chị cũng biết rồi, mình khi mà giai đoạn đầu thì mình trong những cái lần đầu tiên chỉ định đặt trị mình có thể tái khám mỗi tháng, nhưng mà mình cũng có thể là bệnh nhân ở xa thì mình cho luôn 12 tuần cũng được, nhưng mà cơ bản về sau này ổn định thì mình sẽ chuyển qua là 12 ít nhất là mỗi 12 tuần ha, khi mà giai đoạn mình điều trị ở dương thì nhớ đánh giá lại HBA nha, mỗi 6 tháng hoặc là ít nhất cũng phải mỗi năm để coi coi là nó đã chuyển âm chưa ha, có còn dương hay là chuyển âm, mà nếu mà chuyển âm rồi thì mình làm anti-HBA coi bệnh nhân chuyển dương chưa ha, và mình coi coi bệnh nhân có đạt bước qua cái tiêu chí qua một cái giai đoạn đáp ứng mà nó gọi là sáng sủa, và có thể thấy được cái con đường phía trước là có cái ánh sáng cuối đường hầm, ví dụ có nghĩa là mình thấy được cái
có khả năng là trong vòng 1 năm nữa thì ông bà sẽ được ngưng thuốc, ví dụ vậy. Nhưng mà nên nhớ ngưng thuốc vẫn phải theo dõi. Và hiện nay là người ta vẫn cho xem xét là kể cả chuyển huyết thanh rồi cũng có thể mình vẫn, mà hát bé đã rơi còn dương vẫn phải có thể xem xét điều trị tiếp nếu mà cái được sự đồng thuận của bệnh nhân và bảo hiểm y tế người ta vẫn chi trả. Tại vì cái chuyện ngưng điều trị đó là xem xét chứ cũng không có bắt buộc là phải ngưng ha. Nhưng mà ít ra thì mình cũng thấy được những cái chuyện biến tốt của bệnh nhân. Rồi, tất nhiên HPV DNA định lượng thì mấy anh chị mình cũng phải theo dõi ha, mỗi 6 tháng cho tới 1 năm. Nếu mà giai đoạn đầu là nên mỗi ít nhất mỗi 6 tháng nha. Khi mà mình đạt được HPV DNA dưới ngưỡng phát hiện rồi thì mình có thể tiết kiệm chút, và mình tất nhiên là mình phải coi bệnh nhân tuân thủ những cái chỉ số khác nó có ổn hay không ha, thì mình có thể giãn giãn ra cái HPV DNA này để đỡ áp lực về chi phí cho bệnh nhân. Nhưng mà nên nhớ là sau 1 năm là phải, nếu mà vẫn chưa được đạt được cái HPV DNA dưới ngưỡng á, 10 đơn vị hoặc 20 đơn vị tùy tùy kỹ thuật á, thì mình phải xem coi là mình, tức là mình phải quay lại theo hướng dẫn là nếu mà sau 1 năm điều trị mà không đạt được cái tiêu chí về HPV DNA dưới ngưỡng thì có thể là phải đổi thuốc hoặc thêm thuốc á. Nhưng mà mình đầu tiên á, không phải là mình đổi hay thêm liền đâu, mình phải coi lại cái bệnh nhân tuân thủ có tốt chưa, bệnh nhân có uống đúng giờ không, mình có hay quên thuốc hay không ha. Mình phải tư vấn lại cho bệnh nhân tuân thủ đạt, rồi mình kiểm lại nữa. Và nếu mà lỡ mình kiểm bằng cái kỹ thuật chưa tốt thì mình làm cái kỹ thuật xét nghiệm tốt hơn, ví dụ như là cobas chẳng hạn, là abort mà kỹ thuật dưới phát hiện dưới 10 EU, đơn vị là EU 5 ml, à theo cái chuẩn quốc tế, thì rồi mình mới thấy là à mình đã làm nhiều lần như vậy rồi, mình đã làm cho bệnh nhân nhiều lần như vậy, mình đã tuân thủ bệnh nhân bảo đảm với mình là tôi uống thuốc rất là đều chẳng hạn, thì lúc đó mình mới xem xét cái chuyện đổi thuốc hoặc thêm thuốc. Thì cái chuyện đổi thuốc hoặc thêm thuốc có thể là mấy bạn sẽ bàn trong một cái sẽ học trong một cái dịp nào đó khi mà mấy bạn có học kỹ về tiêu hóa hơn ha, chứ mục tiêu ở buổi này thì mình không có bàn về vấn đề này. Về hát bé đã định lượng thì mình cũng nên theo dõi song hành, nhưng mà thời gian theo dõi xa hơn. Thông thường thì tôi làm mỗi 1 năm, chứ ít khi tôi làm mỗi 6 tháng lắm. Tại vì thường thường á, bệnh nhân của mình cái chuyển biến cái giảm HPV đã định lượng là chậm lắm ha, và nó giai đoạn mà mới HPV DNA dưới ngưỡng phát hiện nhưng mà có thể HPV đã định lượng bệnh nhân vẫn rất là cao ha. Có thể là trong một cái bối cảnh nào đó thì HPV DNA định lượng với HPV đã định lượng có thể mình tham khảo thêm cái mốc để mình quyết định việc này việc kia. Thí dụ như à HPV DNA định lượng thấp, HBE ta rơi dưới 1.000 thì mình nghĩ là trong cái trường hợp chưa điều trị thì mình nghĩ là siêu vi có khả năng là phù hợp với giai đoạn không hoạt tính, ví dụ vậy. Nhưng mà trong cái quá trình mà theo dõi điều trị á thì cái HPV DNA định lượng mình sẽ giảm rất là nhanh, và mục tiêu là 1 năm, trong vòng 1 năm là sau 12 tháng là bệnh nhân phải giảm xuống dưới 10 EU trên ml. Nhưng mà HBE ta định lượng thì chưa chắc đâu nha. Sau khi mà HPV DNA đã dưới ngưỡng phát hiện rồi thì HBS đã định lượng vẫn có thể nó vẫn còn cao và dài, và cái giảm của nó rất là chậm và nó không không có song hành với HPV DNA. Ở đây là mình đang nói là xét nghiệm theo dõi trong quá trình đặc trị ha. Rồi, tất nhiên như nãy mình có nhắc mấy bạn ha, FluoroScan mỗi 6 tháng hoặc một, thường thường là tôi làm 1 năm trong giai đoạn nếu mà bệnh nhân mà ổn định ha là 1 năm, còn nếu mà bệnh nhân của mình khởi động điều trị là F3 thì mình muốn coi cái 6 tháng có đỡ không thì ok 6 tháng mình làm lại. Nếu bệnh nhân đỡ rồi thì mỗi năm mình làm lại cũng được để đỡ cái áp lực về chi phí. Còn siêu âm bụng với AB thì chắc chắn phải làm mỗi 3 đến 6 tháng. Rồi, đây là cái thời gian điều trị, thông tin hướng dẫn về cái điều trị viêm gan bi mãn, khi nào thì ngưng thuốc ha. Thì sơ gan là không có ngưng ha, điều trị suốt đời rồi. Bệnh nhân chưa sơ gan thì có hai tiêu chí cho viêm gan B mạn HBeAg dương và viêm gan B mạn HBeAg âm. Thì các anh chị mình dày đọc ha, nhưng mà nên đại khái nói cho các anh chị dễ nhớ ha. HBeAg dương tính thì tiêu chí là gì? Tiêu chí khi mà mình chuyển đổi được huyết thanh E âm, anti-E dương. Tất nhiên HBV DNA phải dưới ngưỡng ha. Nhưng mà ở đây là mất HBeAg là hoặc. Nhưng mà xin lỗi, còn nhắn một chuyện nữa, HBeAg chuyển huyết thanh nhưng mà phải duy trì thêm 12 tháng. Nhưng mà mình duy trì thêm 12 tháng mình thử lại, mình thấy HBeAg nó có thể còn dương và nếu mình vẫn có thể xem xét ngưng thuốc. Nhưng nếu mà mình ở đây có chữ hoặc ha,
mình vẫn có thể áp dụng tiêu chí là mình chờ tới HBS ra rơi âm, thì cái đó tùy mình coi cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, mình coi được cái tuân thủ của bệnh nhân, mình coi cái thuốc bệnh nhân uống, tác dụng phụ vân vân, cái khả năng chi trả tuân thủ vân vân. Nhưng mà nói chung vẫn phải tuân thủ theo dõi sau khi ngưng thuốc. Còn đối với viêm gan B mạn HBA âm tính thì mình chỉ có một, tất nhiên là HBV DNA phải dưới ngưỡng, nhưng mà mình phải đi đến cái đích là HBs array âm tính thì mình có thể ngừng thuốc. Rồi, ngoài ra như hồi nãy có nói ha, nó có một cái tiêu chí nữa, có thể mình chờ thậm chí là tới khi HBCR array âm tính. Nhắc đi nhắc lại cái chuyện ngưng thuốc xong là phải vẫn phải theo dõi ha. Ở đây mình có nhấn mạnh ha, nguy cơ tái hoạt, nguy cơ bùng phát sau khi ngưng thuốc. Và kể cả nha, kể cả mình ngưng xong ha, HBs array âm tính nhưng mà bệnh nhân vẫn phải theo dõi nha, cái chuyện mà mầm móng ung thư gan nó vẫn có ha, và có thể sau này bệnh nhân vẫn có thể xuất hiện cái chuyện ung thư gan chăng, cho nên bệnh nhân vẫn phải nên được theo dõi định kỳ mỗi 6 tháng. À, mình trình bày cái đây là cái phần mà phòng ngừa, nhưng mà nó có, mình muốn nhấn mạnh với mấy bạn trong cái chuyện và phòng ngừa lây HPV từ mẹ sang con ha, thì trong cái hướng dẫn của mấy các bạn đọc trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế 2019 có nói rất là chi tiết về cái phòng ngừa lây truyền HPV từ mẹ sang con. Thì cái phòng ngừa lây có ngoài cái việc mà mình cần chích vaccine sớm cho bà mẹ, xin lỗi cho đứa bé, kể cùng lúc hai vị trí khác nhau, bao gồm vaccine viêm gan B và cả HBG luôn. Vaccine viêm gan B thì nằm trong chương trình quốc gia ha, mọi đứa trẻ đều được chích chích trong vòng 12 đến 24 giờ sau sinh, nói chung là càng sớm càng tốt, trước 12 giờ càng tốt ha. Nhưng mà HBIR thì là mình bà mẹ phải chi trả ha. Nhưng mà mình nhớ là HBIR á, thì có thể là những cái cơ sở y tế ở thành phố Hồ Chí Minh mình thì ở đâu cũng có rồi, nhưng mà ở các tỉnh thì phải hỏi trước ha, có thể là các cơ sở y tế huyện có thể là không có. Cho nên nếu mà mình gặp một cái thai phụ mà có HBs rơi dương tính ha, mình tư vấn cho người ta thì cũng nên hỏi người ta xem người ta sanh ở đâu và liệu cái chỗ đó nó có HBs rơi hay không. Còn vaccine viêm gan B thì bây giờ dễ rồi, ở đâu cũng có ha. Và đối với những cái thai thai khi mà ở những cái chuyên khoa mà mình tầm soát cho thai phụ ra HBs ra rơi dương, nếu mà mình không có cái đủ cái chuyên môn mà mình để điều trị dự phòng lây cũng như là tư vấn về cái dự phòng lây truyền mẹ con, thì mình nên chuyển giới thiệu thai phụ đến những cái phòng khám chuyên có chuyên khoa về viêm gan, điều trị viêm gan siêu vi, thí dụ như là chuyên khoa nhiễm ha. Thì mình đối với những thai phụ mà có HPV DNA mà trên 100, xin lỗi, trên 200.000 IU trên ml hoặc là trên 10 mũi 6 copy á ha, thì những thai phụ này cần uống thuốc dự phòng lây truyền mẹ con tenofovir mỗi ngày một viên ha, khởi động từ có thể là từng từ tuần lễ thứ 24 của thai kỳ, nhưng mà không trễ hơn tuần lễ thứ 28 của thai kỳ, và uống cho đến khi nào, uống khi sinh xong từ 4 đến 12 tuần. Mình đối với những cái thai phụ mà đối với những cơ sở y tế của mình mà không có, hoặc là HPV DNA bữa đó xét nghiệm về không bất kịp mà bây giờ thai phụ đã là sát cái ngày thai 28 tuần rồi, thì mình vẫn có thể dựa vào một cái mốc nữa, thì đó là cái HBs array định lượng ha, là trên 10 mũ 4 IU trên ml thì mình có thể chỉ định luôn ha. Nhưng mà tốt nhất thì mình vẫn nếu mà mình được thì mình dựa vào HPV DNA để sau này được còn mình đánh giá về sau ha. Bây giờ đã là 15 giờ 15 phút rồi. Mình còn một cái phần nữa là viêm gan siêu vi C. Các anh chị mình còn đang nghe rõ không ạ? Dạ có, mà cô cho em hỏi HBIZ là gì vậy cô? Đó là cái kháng thể kháng HBV, immunoglobulin. Và sẽ chích cho thai phụ trong chích cho bé sơ sinh trong trong vòng 12 tới 24 giờ sau sanh, chích cùng với vaccine viêm gan B luôn. Bây giờ mình cho các bạn ơi, mình chắc mấy bạn relax 10 phút đi, rồi viêm gan C thì mình sẽ nói nhanh thôi để các bạn về đọc ha. Một mình chủ yếu mình dành thời gian nhiều cho viêm gan B, tại viêm gan B các bạn sẽ gặp nhiều hơn.
các bạn mình nghỉ rồi một xíu nữa thì cũng cũng sẽ có vài có ít phút sau cái phần viêm gan C cho các bạn hỏi thêm về viêm gan B ha, cũng như là viêm gan C. Bây giờ là 3 giờ 16 mấy bạn ơi, 3 giờ 35 đi. Xin lỗi, 16 26 25, 3 giờ 25 mấy bạn quay lại giùm nhé. Dạ, cảm ơn cô. Rồi rồi, cảm ơn mấy bạn. Các anh chị ơi, mình nghe rõ không? Dạ nghe rõ cô. Rồi mình lấy thêm vài chục phút ha để mình giới thiệu cái nội dung về viêm gan siêu vi C mạn ha, chẩn đoán và điều trị. Thì cái viêm gan siêu vi C thì chắc anh chị cũng đã từng biết rồi, thì đó là một cái viêm gan siêu vi C người ta phát hiện vào những năm 1970 khi mà người ta thấy có một cái loại siêu vi có một cái loại viêm gan mà xảy ra sau truyền máu nhưng mà lại không có liên quan gì, không do siêu vi A với B ha, mà ban đầu nó được gọi là nông A nông B hepatitis, thì phát hiện được HCV vào năm 1989 và nó có 6 genotype ha. Ở Việt Nam mình chủ yếu là genotype 1, 6 mà có hai nữa nha, đường lây truyền một ít là genotype 3 thôi, còn gần như là mình không có thấy genotype 4 với 5 ha. Là đường lây truyền HPV giống như là đối với viêm gan B gì đó, virus viêm gan B gì đó, nhưng mà nó ít lây qua quan hệ tình dục, không an toàn, cũng như là ít lây qua mẹ con hơn ha. Người ta ước tính thế giới, tổ chức thế giới ước tính có khoảng 58 triệu người nhiễm HCV mạn tính và khoảng 1,5 triệu ca nhiễm mới hàng năm. Có tới khoảng 290.000 người tử vong hàng năm vì những cái hậu quả của viêm gan siêu vi C như là xơ gan và HCC. Hiện nay thì mình đã có thuốc kháng virus C giúp chữa khỏi bệnh trên 95% rồi, nhưng cái vấn đề là phải chẩn đoán ra thì mới đi điều trị đúng không? Nhưng mà thực sự thì vẫn còn là một cái giống như là cái mà mình điều trị như là tảo băng nổi gì đó, nó vẫn còn rất là nhiều trường hợp bệnh nhân chưa được chẩn đoán và điều trị. Và cái điều quan trọng nữa đó là cái viêm gan C cho tới hiện nay mình chưa có vaccine phòng bệnh ha. Giới thiệu lại với các anh chị cái slide liên quan tới chẩn đoán nhiễm HCV cấp. Slide này mình đã từng giới thiệu trong cái buổi thực hành lâm sàng online về viêm gan. Thì khi mà mình tiếp nhận một cái trường hợp bị viêm gan, một cái trường hợp đến khám có thể là vì lý do, một trong những cái lý do đến khám có thể là vàng da, vàng mắt, vàng da, thì mình tiếp cận chẩn đoán mình thấy là không phải là vàng da trước gan, không phải là vàng da tại gan, và trong cái nhóm vàng da sau, xin lỗi, không phải vàng da sau gan, và trong cái nhóm vàng da tại gan á, thì có một cái nhóm rất là quan trọng đó là viêm gan siêu vi ha, bên cạnh những cái nhóm mà không liên quan, những cái nhóm khác mà mình đã từng hướng dẫn, ví dụ như là viêm gan tự miễn, viêm gan Wilson, viêm gan do thuốc vân vân ha. Thì trong cái nhóm mà liên quan tới nhiễm trùng á, thì có cái nhóm siêu vi, thì trong cái nhóm siêu vi thì có viêm gan siêu vi cấp hoặc là viêm gan siêu vi mạn bùng phát ha. Thì nói tới mạn bùng phát thì thường thường người ta nói tới liên hệ tới cái nguyên nhân đó là viêm gan virus B, nhưng mà trong cái nhóm viêm gan siêu vi C cấp á, thì mình sẽ làm một số xét nghiệm để chẩn đoán, thì trong đó mình có xét nghiệm HBsAg, xét nghiệm IgM anti HBC, xét nghiệm IgM anti HAV, rồi xét nghiệm anti HCV, tức là mình sẽ tiếp cận chẩn đoán ba cái siêu vi quan trọng đó là A, B và C. Thì trong đó đó là liên quan tới viêm gan C á, thì mình chỉ có duy nhất một cái dấu ấn, một cái mặt cái dấu ấn huyết thanh, đó là để mà mình có thể mò ra coi có phải là con này là liên quan tới siêu vi, cái tác nhân gây viêm gan siêu vi đợt này có phải là siêu vi C hay không á. Thì mình có chỉ có duy nhất lúc đó là mình làm anti HCV đó. Thì khi mà anti HCV mà dương tính lên á, thì mình cũng không thể nói được là cái anti HCV này nó có từ lúc
nó không biết nó có từ lúc nào. Bệnh nhân á, có thể bệnh nhân đã từng có anti-HCV âm hồi cách nay, giả sử như bệnh nhân đó là kiểm tra sức khỏe hàng năm và đã từng có xét nghiệm anti-HCV trước đó rồi là âm tính. Cái bây giờ mình có một cái anti-HCV dương tính lên đó, thì nó là một cái sự chuyển huyết thanh từ âm sang dương. Như vậy thì lúc đó mình mới có thể nói được đó là viêm gan CVC cấp. Nhưng mà cũng có thể mình có duy nhất một cái anti-HCV thì mình cũng chỉ nói được là à, cái trường hợp này là có thể là đã nhiễm hoặc là đang nhiễm hết, mình cũng không nói được gì. Và có khi mình sẽ gặp một cái trường hợp là anti-HCV tức là âm hết luôn, tất cả A, B, C gì cũng âm hết rồi, mình đi tìm những nguyên nhân khác và cũng chưa ra. Thuốc mình hỏi rồi thì cũng không có viêm gan do thuốc chẳng hạn, thì lúc đó đó mình có thể đặt ra vấn đề là liệu ca này có khả năng là một cái viêm gan C cấp hay không. Bởi vì á là mình biết rằng trong cái khi mà mình nhiễm, khi mà cái bệnh nhân mà nhiễm HCV vào á, thì tới khoảng 2 đến 3 tháng sau thì cái anti HCV mới có xuất hiện dương tính. Đây mấy bạn coi cái hình xanh lá cây. À, cho nên á là như vậy thì lúc đó đó có khả năng là liệu có phải là một cái anti-HCV chưa dương không. Thì như vậy thì mình muốn đặt ra cái vấn đề đó thì một là mình cũng phải nên đi hỏi lại cái chuyện là tiền căn dịch tễ của cái ca đó là có gần đây có một cái tiếp xúc với máu và dịch tiết không, mà có thể là bị một nhiễm phải một cái virus viêm gan lây qua máu và dịch tiết mà B là không có rồi, thì liệu có phải là CVC hay không chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì như vậy thì mình có thể có, khi mình nghi ngờ như vậy thì mình có thể làm ngay cái HCV RNA hoặc HCV Contigen. Thì như vậy nếu mà lúc đó anti-HCV chưa dương mà làm mình làm cái HCV AR HCV Contigen á ha, hoặc là mình làm HCV RNA mà nó dương tính á, thì lúc đó mình có thể chẩn đoán là một cái viêm gan CVC cấp. Đó, thì cái đó là mình muốn nói thêm một xíu về cái slide này. Nhưng mà sau đó thì mình có thể chờ đợi 2-3 tháng sau thì mình làm cái anti-HCV thì anti-HCV có thể chuyển dương. À bây giờ nó chưa âm nhưng mà 2-3 tháng sau nó chuyển dương thì mình cũng có dự kiện để chẩn đoán viêm gan CVC cấp được. Như vậy á thì nói chung á là mình chẩn đoán một cái viêm gan C cấp á là nó dựa vào một là một cái sự chuyển huyết thanh là mình có anti-HCV từ âm hồi trước có rồi bây giờ mình dương tính, hai hoặc là mình dựa vào cái xét nghiệm anti-HCV âm nhưng mà mình nghi ngờ quá mình làm HCV RNA hoặc mình làm HCV Contigen mà nó dương, à thì như vậy là mình cũng có thể chẩn đoán đây là một cái nhiễm HCV cấp ha. Mà cái giai đoạn này gọi là giai đoạn cửa sổ. Còn đối với một cái trường hợp mà mình làm anti-HCV mà dương đang đi kiểm tra sức khỏe, bệnh nhân tới với mình kiểm tra sức khỏe, bệnh nhân làm xét nghiệm, mình làm xét nghiệm cho tầm soát cho bệnh nhân là anti-HCV dương, thì mình chỉ biết rằng là cái này bệnh nhân đã nhiễm rồi hoặc là bệnh nhân này đang nhiễm, mình không biết có còn nhiễm hay không hay là bệnh nhân đã thải trừ, thì bắt buộc mình phải làm HCV RNA. Thì mình có luôn cả hai cái này thì nó vẫn có thể chưa đủ 6 tháng thì nó vẫn có thể là cấp, cũng có thể là mạng. Như vậy thì thực ra thì chẩn đoán mạng nó cũng dựa vào cái mốc gì là 6 tháng đúng không, diễn tiến là sau 6 tháng thì có khoảng 15-40% là tự thải trừ ha, có khoảng 60-85% là nó vẫn còn tiếp tục tồn tại cái HCV RNA trong huyết thanh. Và là những cái trường hợp này là cần đặt trị, nếu mà mình không có đặt trị thì diễn biến sẽ âm thầm ha, sau vài chục năm ha, là bệnh nhân sẽ có tiến triển có thể là qua sơ gan, ung thư gan. Rồi, đây là một cái hình để nói lên một cái diễn tiến của viêm gan CVC, thì ASTLT mình thấy là có thể là tăng dao động ha. Và anti-HCV sẽ tiếp tồn tại hoài và HCV RNA sẽ tồn tại hoài.
Thành ra là bệnh nhân ở trên thực tế lâm sàng mình có thể phát hiện được qua cái một cái anti-HCV dương. Thì mình muốn biết cái anti-HCV này là bệnh nhân có nằm trong 15 tới 40% mà tự thể trường hay không. Thì mình phải làm thêm cái HCV RNA. Nếu mà bệnh nhân có HCV RNA dưới ngưỡng phát hiện là coi như hết chuyện, là bệnh nhân này ông bà đã nhiễm CVC rồi nhưng mà tự thải trừ rồi, cho nên là thôi bây giờ không có phải tốn tiền điều trị nữa. Còn nếu như mà mình làm HCV RNA mà dương thì như vậy là bệnh nhân có chỉ định điều trị. Mình quay lại cái chuyện chẩn đoán thì nó cũng cái bối cảnh thì có thể là dịch cũng cũng giờ cũng lại có những cái yếu tố như là dịch tễ lâm sàng ha. Bệnh nhân có thể đến với mình vì tiền sử gia đình là trong nhà phát hiện người viêm gan C cho nên người ta muốn đi tầm soát, hay là mình thấy một bệnh người ta có cái có thể có cái yếu tố là có truyền máu, có dùng chung kim tiêm, có xăm mình, bây giờ người ta không biết là có bị CVC hay không thì sẽ làm xét nghiệm ha. Lâm sàng thường thường là không có triệu chứng, hoặc là bệnh nhân thường thường bệnh nhân là đi chữa bệnh đái tháo đường, bệnh nhân đi chữa bệnh bệnh nhân bị đi phẫu thuật mổ mắt hay là một cái phẫu thuật nào đó, rồi cái bệnh nhân được xét nghiệm anti-HCV dương, cái sau khi bệnh nhân chữa cái bệnh nó xong nhưng chạy qua mình chữa viêm gan C. Cho nên cũng có thể là trong một cái bộ kiểm tra sức khỏe hàng năm hiện nay thì cái gói sức khỏe thì cũng có rất là nhiều gói, có những cái gói thì không có làm HBsAg anti-HCV, nhưng mà về sau này thì mình thấy thấy hầu hết là người ta đưa cái HBsAg anti-HCV vào phổ biến hơn, và nhờ đó mà phát hiện ra cái anti-HCV dương, và người ta đến với mình thì mình lại làm tiếp xét nghiệm HCV-RNA thì mình mới có thể khẳng định được là có thải trừ chưa hay là vẫn tiếp tục có chỉ định điều trị ha. Nhưng mà cũng có trường hợp bệnh nhân đến với mình thì cũng có một cái bối cảnh là bệnh cảnh là bệnh nhân đã vô xơ gan mất bù luôn rồi, hoặc bệnh nhân có những triệu chứng của ung thư gan luôn, ví dụ vậy. Rồi, quay lại những cái điều nãy giờ mình nói, đáng lẽ là đến cái slide này mới nói đó là một cái anti-HCV dương ha. Thì như vậy là có thể, xin lỗi, anti-HCV mình tầm soát cho bệnh nhân ha, thì âm là một cái người mà đối nãy mình đưa cái slide trước, cái slide mà slide đầu nè là nhiễm HCV cấp, để mình muốn nói ở đây mấy bạn á, là trước một cái trường hợp có vàng da men gan tăng cao mà anti-HCV âm, các bạn vẫn có thể đặt lại vấn đề coi chừng một cái viêm gan C cấp mà chưa chuyển huyết thanh. Nhưng mà đó là cái bối cảnh đó thì mình có quyền đặt cái vấn đề đó khi mà mình tìm không ra nguyên nhân nào hết, và đặc biệt là đối với những người mà mình hỏi lại tiền can dịch tễ và bệnh nhân có cái tiếp xúc với máu và dịch tiết trong vòng 3 đến 6 tháng, 3 4 tháng gần đây, thì mình có thể coi đặt lại cái vấn đề đó để mình đi làm tiếp khảo sát kỹ hơn để không bỏ sót viêm gan CVC cấp ha. Nhưng mà đối với một cái trường hợp mà bệnh nhân chỉ kiểm tra sức khỏe thôi thì anti-HCV mà âm tính thì mạnh dạn kết luận là không nhiễm HCV ha. Chỉ có một số rất là ít trường hợp thôi là cái bệnh nhân suy giảm miễn dịch nặng lắm thì có thể là bệnh nhân cũng có viêm gan C mà anti-HCV lại không có dương tính, thì những trường hợp đó rất là đặc biệt thì mình sẽ xem xét, mình chỉ định HCV RNA trong những trường hợp đó. Còn ngoài ra thì còn còn một cách thông thường á, là khi mà bệnh nhân tầm soát kiểm tra sức khỏe ha, hay là nhân một cái trường hợp bệnh nhân đi chữa bệnh khác thì thấy ALT, LTK các bệnh nhân cũng tầm soát anti-HCV, thì khi đó dương tính thì nó có thể đã từng nhiễm hoặc đang nhiễm, thì mình mới cho làm xét nghiệm tiếp để mình coi có đang nhiễm hay không. Thì có 3 xét nghiệm để mình chọn lựa ha, hoặc là định tính HCV-RNA, hoặc là định lượng ha, hoặc là mình làm HCV con antigen ha. Thì nếu mà một trong ba mình làm một trong ba cái này mà dương tính thì mình khẳng định là có nhiễm HCV rồi ha, là có hay 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 mình có thể nói một cách khác là có viêm gan CVC rồi. Và cái ở đây á, mình sẽ thấy rằng cái chẩn đoán viêm gan CVC của mình á, là không có phải đợi là phải có cái tình trạng tăng á lên AST, LT thì mới có viêm hay là nhiễm gì ở đây hết á. Tức là mình có thể nói một dùng cái thuật ngữ là viêm gan CVC mạng luôn, chứ mình cũng không có chỉ là dùng cái từ nhiễm HCV mạng
phân phân định ra giống như là đối với CVB. Bởi vì sao? Bởi vì ngay cả cái khi AT là T bình thường thì người ta vẫn thấy cái tiến triển sơ hóa của viêm gan C, cho nên cái chỉ định điều trị của viêm gan C nó khác với chỉ định điều trị của viêm gan B, là nó không có lệ thuộc vào men gan. Ở đây mình muốn nói một chút xíu nữa là đối với cái HCV RNA định tính á, thì mấy bạn cũng chỉ khẳng định là dương thôi, nhưng mà khi mà mấy bạn điều trị thì nên là xét nghiệm định lượng, và sau đó để mình biết là tải lượng virus cao hay thấp luôn, và mình đánh giá về sau này mình cái tiêu chí mà để mà mình đánh giá cái đáp ứng điều trị có hết CVC hay chưa đó, thì mình không có dựa vào cái định tính mà mình lại dựa vào cái định lượng với cái ngưỡng phát hiện là 15 đơn vị quốc tế ha. Cho nên là hầu hết sau này là mình chỉ định là mình chọn cái xét nghiệm là định lượng HCV RNA. Bên cạnh đó đó thì HCV Contigen mà dung nếu mình không làm mà mình làm HCV Contigen thì nó rẻ luôn, nó cũng chỉ có khoảng 500 ngàn một xét nghiệm đi, thì giúp cho mình chẩn đoán được đây có kháng nguyên CVC rồi, không phải chỉ có anti HCV dương là một cái kháng thể tồn tại thì mình không biết là có kháng nguyên hay không, có HCV trong máu hay không. Mình làm cái này, nhưng cái này thì mình khi mình điều trị thì mình cũng phải quay về, tương tự gì mình cũng phải quay về cái chuyện là mình điều trị, đáp ứng điều trị là mình cũng phải đánh giá bằng HCV RNA. Với một cái nữa đó là đối với cái HCV con antigen á, thì mình xét nghiệm mà dương á, thì khẳng định, nhưng mình xét nghiệm mà âm tính á, thì mình lại không có giá trị loại, không đủ giá trị để loại trừ, bởi vì á, là nó kém nhạy hơn ha, và HCV RNA có thể phải lên tới 300 copy thì HCV con antigen mới dương. Cho nên á, là không có thì mình cũng không dám loại hẳn, và mình muốn chắc chắn là cái trường hợp anti HCV này đã có tự thải trừ HCV RNA một cách chắc chắn chưa, thì mình cũng phải quay lại làm cái định lượng HCV RNA. Cho nên gút lại thì thực tế trong thực hành thì cái chỉ định HCV core antigen thì mình ít chỉ định hơn. Mình thường chỉ định trong trường hợp mình chẩn đoán có phải nhiễm cấp hay không như nãy mình nói. Nhưng mà rồi khi mà kết quả về mà nó âm á, mà mình loại hay không mình cũng không loại được. Đó, cho nên là còn trong cái nhiễm mạng thì mình ít dùng HCV antigen lắm, mình chỉ chủ yếu mình chỉ dùng HCV RNA và thôi, và đồng thời là mình cũng dùng để đánh giá cái đáp ứng điều trị. Rồi, theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam 2021 á, cũng như là theo hướng dẫn cũ hơn cũng vậy, thì cái thời viêm gan CVC mạng là sao, là như cái chung á, là nhiễm trên 6 tháng đúng không, có thể có hoặc không có biểu hiện lâm sàng, nhưng mà về xét nghiệm á, thì các bạn chỉ cần anti HCV dương tính và HCV RNA dương tính, tức là hoặc ở đây là vừa anti HCV dương vừa HCV antigen dương, là mấy bạn có thể chẩn đoán viêm gan C mạng luôn. Có nghĩa là bệnh nhân đến với mình có thể là chưa có chứng cứ gì nhiễm trước đây 6 tháng, bệnh nhân đến với mình có một anti HCV dương, bệnh nhân có một cái HCV RNA chẳng hạn là làm ra là 10 mũ 4 IU trên ml chẳng hạn, ví dụ vậy, thì mình có thể chẩn đoán luôn viêm gan CVC mạng, tạm chẩn đoán luôn viêm gan CVC mạng chứ không có phải là chờ đợi cái tiêu chí 6 tháng nào hết, và bệnh nhân đó có chỉ định điều trị luôn ha. Có thể có xơ gan rồi hoặc là chưa có xơ gan, thì cái chỉ định để điều trị là gì, là bệnh nhân từ 3 tuổi trở lên ha, có hai cái xét nghiệm này ha, dương tính HCV RNA và anti-HCV dương. Chỉ định điều trị không phụ thuộc vào men gan và độ sơ hóa gan như nãy mình có nói rồi ha, và các thuốc hiện tại là không được khuyến cáo cho phụ nữ có thai, và đối với trẻ mà từ 3 đến 17 tuổi thì chỉ có một vài thuốc khuyến cáo thôi chứ không phải là tất cả ha. Và mục tiêu điều trị là gì, là loại trừ HCV ra khỏi cơ thể, đạt được đáp ứng virus bền vững. Nó khác với cái mục tiêu điều trị hồi nãy mình có giới thiệu trong cái viêm gan virus B là sao, là mình ức chế sự sao chép lâu dài của CVB thôi. Nó khác không? Khác với CVC là sao? Điều trị là tiệt căn đó ha, hết hay không hết là biết liền á ha, biết liền sau sau một cái thời gian điều trị ngắn thôi. Thì khi mà mình điều trị thì đạt được đáp ứng virus bền vững là sao, là mình điều trị 12 tuần ha, hoặc là một số trường hợp có cái thời gian điều trị 6 tháng trong sơ gan mất bù á,
Thì khi mà mình kết thúc cái liệu trình điều trị thì ngưng 12 tháng, xin lỗi, ngưng lại 12 tuần. Có nghĩa là mình ngưng cái điều trị 12 tuần và bắt đầu mình làm cái xét nghiệm HCV-RNA. Và nếu mà cái HCV-RNA mình làm lại sau khi mình ngưng điều trị đủ 12 tuần và kết quả mà nó đạt dưới 15 IU trên ml là điều trị thành công. Mình kết luận cái điều trị này của ông bà đã thành công rồi. CVC bây giờ hết sạch rồi, ông bà hết bệnh CVC luôn rồi, mình có thể mạnh dạn trả lời với người ta là hết bệnh viêm gan CVC luôn rồi đó. Ha. Và mình trong thuật ngữ chuyên môn của mình gọi là đáp ứng virus bền vững hay SVR12, viết tắt từ cái chữ là sustained virologic response. Thì á, tuy nhiên nha, tuy nhiên đối với những cái trường hợp ở đây muốn nói là ông bà hết bệnh viêm gan C nha, nhưng mà nhớ một xíu nữa nói tới cái phần tư vấn trước đặc trị mình sẽ nhắc lại. Đối với những người mà FibroScan scan từ F3 trở lên thì mình nói mình phải thầm thêm một câu là nhưng mà cái gan sơ hóa nhiều F3 rồi hay là xưa gan rồi thì chúng ta không thể làm được điều trị cho cái gan của ông bà quay trở lại như gan thời trẻ được. Tức là không hẳn tất cả những trường hợp này mình đều làm cải thiện cái độ sơ hóa về F01 hay F2 nha. Cũng có trường hợp mình điều trị F3 xong nó lui về cải thiện về F2 hoặc F01, nhưng mà cũng có trường hợp là không, và đặc biệt là cái biến sau này vẫn có thể có biến chứng về ung thư gan nha. Cho nên đó là mình cái tư vấn chỗ này mình cũng phải thận trọng một xíu. Rồi cái mục tiêu điều trị ngoài cái việc mà loại trừ viêm gan, cái siêu vi viêm gan C ra khỏi cơ thể là một mục tiêu rồi, ngoài ra cái điều trị còn giúp phòng ngừa được biến chứng về gan cũng như là các bệnh ngoài gan liên quan đến HCV ha. Có thể là bệnh nhân đó là mình đều có những cái viêm gan, có những cái đái tháo đường mà có thể có liên quan tới viêm gan, người ta thấy có liên quan tới viêm gan CVC đó. Có thể mình điều trị viêm gan C tự nhiên cái đường huyết cũng dễ kiểm soát luôn. Mình điều trị còn có vai trò nữa là giúp dự phòng lây nhiễm HCV cho cộng đồng, mà cái này nó đặc biệt quan trọng luôn á. Tại vì sao? Tại vì viêm gan C hiện nay mình không có cái vaccine dự phòng, cho nên nó là mình điều trị á, là nó sẽ giảm được cái nguy cơ lây cho cộng đồng nữa ha, khi mà làm sạch cái CVC. Nhưng mà cũng nên nhớ là như vậy thì điều trị cho người trong gia đình thì cũng nên điều trị cho người phối ngẫu, chứ còn điều trị cho một người rồi cái người kia vẫn có thể là vẫn có viêm gan, đang lỡ không may là có lây rồi và có viêm gan C rồi, mình không điều trị cho người còn lại, mai mốt về lây trở lại luôn. Rồi đây là cái sai lấy từ cái nội dung lấy từ cái hướng dẫn của Bộ Y tế 2021 hay là những cái xét nghiệm trước điều trị ha, tuần thể thứ tư sau điều trị và trong quá trình điều trị ha, tuần lễ thứ tư trong quá trình điều trị và tuần lễ thứ 12 kể từ khi hoàn thành điều trị. Thì trước điều trị mình thấy là mình sẽ làm một số xét nghiệm cơ bản á ha. Trong đó là có những cái như là transamina ha, vẫn phải có đánh giá cái chức năng gan, albumin và TQ ha. Mình vẫn đánh giá cái bilirubin, creatinine ha, đánh giá độ sơ hóa gan, tất nhiên là phải siêu âm bụng và AFP để tầm soát ung thư gan ha. Tất nhiên là cũng phải đánh giá siêu vi B ha, coi có đồng nhiễm HIV hay không ha. Đối với phụ nữ có thai, phụ nữ tự sinh đẻ thì phải coi test thì có thai không ha. Rồi đối với ở đây mình có tô đỏ màu xanh cái xét nghiệm HCV-RNA với HCV kiểu gen HCV, thì để mình nói lại một cái, để mình nhấn mạnh một cái việc đó là HCV từ từ năm 2021 á, thì cái hướng dẫn của mình đó, cái xét nghiệm kiểu gen HCV là cái kiểu gen mà cái xét nghiệm mà có thể là không bắt buộc cho mọi trường hợp trước điều trị viêm gan CVC ha. Mà nếu mà mình không xét nghiệm kiểu gen á, thì mình có thể chọn cái thuốc điều trị đa genotype luôn ha, từ tiếp 1 đến tiếp 6 thì đều điều trị được, thì mình có thể mình bỏ bớt cái xét nghiệm này ra. Xét nghiệm này thì có thể là mất thời gian hơn và tốn chi phí khoảng 1 triệu mấy á, nhưng mà
Có điều á, là cá nhân tôi á, thì tôi vẫn, nếu mà một bệnh nhân mà còn trẻ, bệnh nhân mà lớn tuổi và có xơ gan, nếu mà đằng nào cũng phải điều trị cái bendazafil là cái thuốc mà điều trị cho đa genotype rồi á, thì thôi thì mình cũng có thể là mình không cần làm kiểu gen, nhưng mà đối với trường hợp bệnh nhân còn trẻ hơn thì thực sự mà nói thì một cách cá nhân tôi thì tôi vẫn thấy rằng là nên làm kiểm tra để mình biết là bệnh nhân này thuộc genotype này, nhiễm HCV này thuộc genotype mấy, dù cho là có thể là mình điều trị thì bệnh nhân vẫn có thể có cái tiền thuốc mà chọn cho đa genotype hay là chỉ genotype 16 á, thì có thể nó cũng có chênh lệch, nó rẻ hơn á. Nhưng mà nếu mà mình về sau này mình cũng không biết chừng khi mà lỡ bệnh nhân bị rất một trường hợp nào đó rất là hiếm, mặc dù bệnh nhân đạt FVA rồi nhưng mà bệnh nhân vẫn bị tái lại cái CVC á, thì mình cũng không biết là bị tái nhiễm hay là tái phát á, thì thường thường người ta không có ghi nhận tái phát, người ta cũng không loại trừ khả năng là có tái phát, người ta trong trong một một cái tỷ lệ cực kỳ nhỏ nào đó, nhưng mà mình cũng không, nhưng mà có một cái chuyện tái nhiễm là hoàn toàn có thể xảy ra, là bởi vì sao, bởi vì bệnh nhân trị xong rồi bệnh nhân đâu có vaccine đâu, mình đâu có vaccine đâu, cho nên là cái chuyện mà lây lại là cái chuyện vẫn có thể xảy ra. Thì nếu mà bệnh nhân mình làm sau này mà lỡ không may mà cái diễn tiến nó xuất hiện lại cái HCV-RNA, mình đi định genotype đi, mình thấy nó là kiểu gen nó genotype khác, thì như vậy chắc chắn là không phải là cái con cũ rồi, như vậy chắc chắn cái này là tái nhiễm rồi. Thì cái này là mình chia sẻ cá nhân thôi về cái mặt cái việc mà những trường hợp mà mình nên xem xét làm thêm cái kiểu gen trước điều trị là vậy. Nhưng mà hiện nay ở trong cái thực hành á, nó còn một việc nữa là đối với thuốc mà điều trị viêm gan C mà có bệnh nhân mà có bảo hiểm y tế á, thì có được bảo hiểm y tế đồng chi trả đó. Rồi tất nhiên cái đồng chi trả cũng không có phải là nó có một cái quy định về đồng chi trả là đối với bảo hiểm 80% thì bệnh nhân cũng cũng phải chi trả trong đó 40%, chứ chứ không phải là, xin lỗi, bệnh nhân bảo hiểm chỉ chi trả 40% chứ không có chi trả tới 80%, có nghĩa là một nửa so với mệnh giá bảo hiểm thôi. Và đồng thời là danh mục thuốc bảo hiểm thì nó có cho genotype 16 mà nó cũng có thể cho đa genotype, nhưng mà bảo hiểm thì họ yêu cầu là mình phải làm kiểu gen, tại vì bây giờ nếu mà mình không làm kiểu gen mà mình cứ xài cái thuốc đa genotype hết rồi cái còn lại cái danh mục thuốc kia rồi ai sử dụng, với lại cái chi phí điều trị của cái kiểu gen đó, cái HCV genotype đó, xin lỗi, cái chi phí điều trị cho thuốc genotype 16 mà chưa xơ gan đó, thì cái chi phí nó vẫn thấp hơn so với cái thuốc điều trị đa genotype. Thì ở đây mình nói hơi kỹ kỹ hơn một xíu trong cái chuyện mà những cái xét nghiệm mà cần làm trước khi mà mình điều trị viêm gan C ha. Đây là cái thông tin mà về đánh giá cái độ đàn hồi gan, mình cũng lấy từ cái hướng dẫn của Bộ Y tế hôm 21, thì các bạn mình cũng như là cái phân loại J-Bot, thì cái này mấy bạn học nội khoa chắc biết hết rồi. Nhưng mà ở đây mình muốn nói với mấy bạn cái chỗ này nè, cái F4 của mình đối với con C thì người ta lại lấy cái mốc là 12,5 kPa chứ không phải 11 kPa. Rồi, thuốc của mình đó là thuốc kháng virus trực tiếp ha, thì các bạn về mấy bạn có thể tìm hiểu thêm và xem thêm. Alo các bạn, mình còn bạn học viên ơi, các anh chị học viên mình còn nghe rõ không? Dạ nghe cô. Còn nghe không ha? Mình thấy cái tín hiệu nó có vấn đề, mình không biết là còn nghe không? Dạ còn nghe cô. Rồi, màn hình mình vẫn đang chạy đúng không? Rồi, mình đang ở trong cái slide về thuốc DAA ha, là thuốc kháng virus trực tiếp. Thì các bạn mình tham khảo những cái nhóm thuốc ha, mình có nhóm thuốc ức chế protease, thuốc ức chế NF5A ha, NF5B ha. Thì
ở hiện nay ha, mình nói tại mình một chút luôn, không có thời gian thì là hiện nay mình lúc phát bu vi cả ha. Ở xưa thì đó là ức chế cái nhóm này nét có chữ cái tiếng mà để nhớ cái này nè ha, à, còn ở bên đây là năm A thì cái đuôi là S, đây là cái đuôi là bu vi à. Thì cái cốt lõi là luôn luôn có là xung khắc bu vi và nó sẽ phối hợp với một trong các cái loại bên NS5A. Thì ở đây á, là có Ladybug sphere, là Plasphere và bên Bathysphere. Thì đặc biệt á, là cái bên Bathysphere là sư pháp vi mà phối hợp với bên Bathysphere thì mình sẽ sử dụng cho được tất cả các genotype ha. Còn đối với Ladybug thì mình xài cho genotype 16 ha, còn đó Bathysphere thì xài cho genotype 2 ha. Thì trước khi mà mình thì cái này cái thông tin mấy cái này mấy bạn về mấy bạn sẽ xem trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế 2021 ha. Và chị tại vì cũng không yêu cầu các bạn nhớ nhiều, khi nào mình bắt tay vô mình điều trị thì bắt buộc mấy bạn cũng phải đọc trở lại ha, đọc kỹ trở lại và mình làm, thì lúc đó mấy bạn xem kỹ hơn. Rồi bây giờ cái yêu cầu để mấy bạn nhớ, mấy bạn chỉ nhớ mấy cái điều cơ bản như vậy thôi. Thì điều trị viêm gan siêu vi sinh mạng á, là mình cần phải đánh giá cái bệnh lý đi kèm. À, trước đây á, thì bệnh nhân suy thận mạng á, thì đối với cái gram creatinine mà dưới 30 ml phút á, thì mình sẽ không có thuốc để điều trị ở Việt Nam. Nhưng mà từ năm 2021 á, thì đã được điều trị được rồi, tức là sau những cái nghiên cứu mà người ta cập nhật ha, điều trị được với phác đồ phù hợp và không cần phải điều chỉnh liều luôn. Và đánh giá mình cũng nhớ là đánh giá tương tác thuốc ha. Như hồi nãy có nói là sulfapovir bên bathysphere là thuốc điều trị đa genotype ha, và cái tư vấn trước điều trị nó quan trọng lắm ha, mình phải tư vấn cho người ta dùng họ mạng viêm gan C này là viêm C mạng và cần xét nghiệm là có hiện CVC rồi, có chỉ định điều trị rồi. Thì cái thời gian dùng thuốc sẽ là 12 tuần lễ, hay nói cách khác là 3 tháng ha, mỗi tháng tái khám một lần. À, một tháng như vậy là cái chi phí điều trị là bao nhiêu ha? Cái thuốc ông bà dùng là cái thuốc hai viên trong một viên, hai hai chất thuốc trong một viên ha, ngày một viên như thế nào ha, phải 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 cùng một bữa trong ngày bà uống. Mình phải 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 kế hoạch là bây giờ cái chi phí điều trị là cái một thuốc này là bao nhiêu triệu. Như vậy thì mình phải dự trù cho một cái khoảng thời gian 3 tháng luôn, là mình nhân lên 3, ví dụ như bây giờ thuốc 5 triệu đi thì nhân lên là 15 triệu, hoặc thuốc 7 triệu thì nhân lên 21 triệu, chưa kể tiền xét nghiệm chẳng hạn. Nếu mà trường hợp có bảo hiểm y tế thì mình lại phải tư vấn theo cái bảo hiểm y tế là đồng trả như thế nào nữa. Nhưng mà đại ý là người ta phải chuẩn bị là tôi điều trị không phải là cái tháng này bác sĩ cho tôi 5 triệu là tôi mang lên 5 triệu, tôi mua thuốc cái tháng sau cái tôi đi tới khám cái con tôi không cho tiền, cái tôi nó mình làm ăn gì đó nó không có tiền kịp chẳng hạn, cái bắt đầu cái lên cái nó giờ không có tiền mua thuốc là gián đoạn không được, nghĩa là phải chuẩn bị đủ một cái chi phí là thí dụ như là lộ trình là 15 thì phải chuẩn bị họ xét nghiệm các thứ chi phí đi lại nó là 20 hay là 21, phải chuẩn bị 25 hoặc 30 ví dụ vậy. Thì phải như vậy để khi mà bước được vô điều trị là điều trị hết lộ trình 3 tháng luôn. À, chứ còn không có cái kiểu mà điều trị một tháng rồi xong rồi không có tiền ngưng lại thì coi như là cái công sức mình uống hay cái tiền bạc mình uống cái tháng đầu như là đổ sông đổ biển rồi. Cái nữa đó là cái theo dõi sau điều trị mình cũng phải giải thích rõ với người ta hiểu là điều trị như vậy thì uống xong 12 tuần thì nghỉ 12 tuần lên thì làm xét nghiệm cho ông bà nữa, thì tôi mới trả lời họ cho biết là cái viêm gan này nó hết chưa. Nhưng mà mình cũng cho người ta một cái hy vọng, tại vì, nhưng mà cũng không phải là tuyệt đối 100%, nhưng mà mình cũng cho người ta hy vọng để người ta biết rằng là hiệu quả điều trị này là có thể lên tới, đối với những trường hợp mà điều trị lần đầu mà trẻ tuổi thì cái hiệu quả tới 98-99%. Nhưng mà nói chung là mình chỉ cần tư vấn là trên 90% cũng là một cái ngoạn mục dữ lắm rồi ha. Trước đây là trong
nhiều năm về trước, khi mà mình chưa có cái thuốc DAA mà mình chỉ có thể điều trị bằng cái liệu pháp là interferon hoặc bác interferon với rivaroxaban và điều trị trong vòng 6 tháng cho tới 12 tháng, thì thực sự nói là cái hiệu quả nó rất là không có như thế này, mà có thể là thậm chí nó 50-50 nữa. Còn đối với một số renotip mà nó có thể nó có thuận lợi hơn, và sơ gan thì rất là thận trọng hay là lớn tuổi vân vân, và tác dụng phụ rất là nhiều và theo dõi điều trị rất là cực. Cái tóm lại là nó rất nhiều cái rào cản và chi phí điều trị rất là cao nữa chứ, thành là có rất là nhiều rào cản cho bệnh nhân viêm gan TBC. Còn trong khi hiện nay là có cái DAA rồi, đó là coi như thực sự mà nói là cái điều trị trong tầm tay luôn á, và bác sĩ không chuyên khoa thì điều trị rất là nhiều luôn. Có điều là cái vấn đề là điều trị thì cũng rất là dễ hết, cho nên phổ biến lắm, mà có cái là mình phải tư vấn ha. Quan nhất là những trường hợp mà F3, F4 tôi đã nói đó, là mình điều trị thì dễ là như vậy rồi, nhưng mình cũng nên tư vấn cho người ta hiểu để sau đó đó người ta đi theo dõi, chứ để người ta cứ nghĩ là người ta hết luôn rồi cái người ta không có lên theo dõi, thế tự nhiên cái 3-4 năm sau cái ôm cục thư gan lên rất là tội ha. Tư vấn biết xong cái mốt bụng lên lại tiền C rồi. Đối với cái nhiễm HPV cũng như ha, nếu mà cái người đó cũng có viêm gan B thì mình coi có đủ tiêu chuẩn viêm gan B thì trị luôn. Ví dụ như ca đó có AAT trên 2 lần trên bình thường và HPV DNA đang tăng thì điều thôi. Nhưng mà nếu mà cái ca đó mà hoặc là F2 rồi, 2F3 rồi thì chắc chắn là thì và đủ tiêu chuẩn suy ban thì điều trị luôn. Nhưng mà cũng có thể có trường hợp mình thấy là HCV DNA thì 10^4, 10^5 gì đó, nhưng mà HBA RE dương, HPA RE âm, nhưng mà HPV DNA có thể là men ra thì lại bình thường thôi ha, lại nằm trong giới hạn bình thường, chỉ trên ngưỡng một chút thôi, mà HPV DNA thì không cao dưới 2000 đơn vị chẳng hạn đi, có thể là cái đó chưa đủ tiêu chuẩn điều trị HPV, cần phải có một cái sự theo dõi thêm. Nhưng mà trong khi mình điều trị thuốc kháng HPV mình trong khi mình điều trị thuốc đi ai cho cái viêm gan TBC nặng thì mình cần mình bắt đầu khi nào, mình bắt đầu điều trị DAA luôn và mình kéo dài. Thêm 12 tuần điều trị. Home mà điều trị entecavir được home. Còn nếu mà bắt buộc không thể mà sai quay trở lại entecavir vì lý do gì đó thì mình có thể là mình sẽ điều trị là mình, tức là mình cho uống khác giờ chẳng hạn, tức là có thể là tenofovir bắt buộc phải uống thì mình phải uống buổi chiều, còn sofosbuvir phối hợp với bemtasvir hoặc ledivaxir thì mình sẽ uống buổi sáng ví dụ vậy. Rồi thì đó là những cái thông tin về điều trị cái viêm gan C mạn, chẩn đoán và điều trị viêm gan C mạn. Thì cái phần trình bày về viêm gan CVC và B mạn và viêm gan CVC mạn tới bây giờ là mình kết thúc. Thì không biết là các anh chị mình có câu hỏi gì không ạ? Bây giờ là 16 giờ sao? Anh lại cô cho em hỏi ạ. Bạn Đoàn nói đi. À dạ, ý là cái mục điều trị đối với bệnh nhân viêm gan B mà trên 30 tuổi á cô, mà đối với cái ALT tăng trên ngưỡng mà từ 6 đến 12 tháng á, nếu trong thời gian theo dõi như vậy mà bệnh nhân uống thuốc hạ men gan á thì cái men gan họ nó xuống thì liệu cái chỉ định điều trị nó còn đúng nữa hay không thưa cô ạ? Rồi. Mình không có, tức là khi mình theo dõi bệnh nhân á thì mình
mục tiêu mình theo mục đích mình theo dõi định kỳ là để mình xem là bệnh nhân á, tức là mình khi mình theo dõi một bệnh nhân nhiễm HPV mạng nào đó thì mình sẽ coi coi bệnh nhân đang nằm ở cái khoảng thời giai đoạn nào trong cái diễn tiến tự nhiên, đúng không? Thì và nếu mà bệnh nhân đúng cái rơi vào cái giai đoạn là khả năng là rơi vào giai đoạn của thải trừ miễn dịch là giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn viêm viêm gan B mạn, có thể là viêm gan B mạn HBeAg dương tính đó, nhưng mà cũng có do thời gian theo dõi của mình chưa đủ dài, ALT của bệnh nhân chưa tới lớn hơn 2 lần giới hạn cơ bình thường, nhưng mà mình theo dõi hoài như vậy thì trong quá trình mình theo dõi đó mà người ta không có tăng ALT, tăng men gan á, thì đâu có lý do gì tự nhiên mình đi cho mấy cái thuốc hỗ trợ gan chi. Bây giờ vấn đề là mình xem xét coi bệnh nhân này có chỉ định đặc trị hay chưa thì mình đặc trị viêm gan B cho người ta. Còn trong giai đoạn mà đầu tiên, giả sử như lúc mà mình bắt đầu điều trị thì mình thấy là bệnh nhân có ALT tăng hơi nhiều và mình có thể cho bệnh nhân uống một hỗ trợ gan một thời gian, ví dụ như mình thoái hợp silymarin thêm sáng chiều gì đó một thời gian, nhưng mà cốt lõi là về sau này á, là bệnh nhân mọi đáp ứng về men gan của mình nhân ổn rồi thì bệnh nhân cũng chỉ là quan trọng là tuân thủ cái viên thuốc đặc trị mà thôi. Như vậy quay lại cái trong cái giai đoạn theo dõi thì mình không nhất thiết phải cho cái thuốc hạ men gan, hỗ trợ gan. Cho nên á, là những cái đối tượng mà mình nói là trên 30 tuổi á, mà có ALT trên giới hạn trên bình thường á, là ở đây á, là mình nói á, bệnh nhân có thể là từ 20 đến 30 tuổi mình theo dõi đó, giờ mình thấy là ALT của người ta không có cao và F vẫn không một, và mình cứ theo dõi, mình chưa có cũng không có phạm vô mấy cái tiêu chí như là gia đình ung thư gan, xơ gan chẳng hạn, thì mình vẫn còn đang theo dõi hoài mãi đến khi người ta trên 30 tuổi rồi, hoặc người ta đến với mình lần đầu tiên nhưng mà cũng đã trên 30 tuổi rồi, thì mình thấy rằng là cái HBE của người ta thì dương, HPV DNA thì cao trên 20.000 đơn vị, nhưng mà mình thấy xét về cái tiêu chí về ALT của người ta mình theo dõi mấy lần rồi mà mình thấy nó không có đạt trên 2 lần đúng như tiêu chuẩn hướng dẫn, thì lúc đó mình sẽ đưa cái tiêu chí 3, trên 30 mà ALT trên mức bình thường, không cần phải trên 2 lần bình thường. Và nếu mà mình làm đi làm lại mà nó cứ thí dụ như ở nữ đi thì là 30 thôi là trên mức bình thường rồi, ở nam là 40 là trên mức bình thường rồi, có nghĩa là trên 25 đối với nữ và trên 35 đối với nam, thì như vậy là mình thấy là những cái ca như vậy là đủ tiêu chí để điều trị. Chứ còn mình nói là mình cho men gan rồi, như vậy là men gan nó thấp như vậy thì nó không thỏa, thì thôi mình đừng có cho, tại vì bệnh nhân đâu có chỉ định đâu mà cho, bạn hiểu không? Dạ. Không biết là mình trả Dạ lời với lại. ý của bạn không, Dạ. Dạ với đúng đúng chị ý coi là cho em. không các bạn. Dạ, đúng là tại ý ý là có một số bệnh nhân họ 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 mua thuốc bổ gan mà mua thuốc đông y á cô, có một số thuốc đông y nó làm hại men gan á, thì ý là em hỏi những cái trường hợp như vậy á, là họ tự ý họ mua thuốc ở ngoài á cô. Thì á thì những cái trường hợp mà bệnh nhân có thể là không có đi theo dõi mình mà có những cái chế phẩm cũng là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc nhưng mà là thực phẩm chức năng thôi, nhưng mà cũng là silymarin thì họ uống thì nó cũng không có đánh vào cái chuyện mà lên cái mục tiêu chính của mình là HPV virus viêm gan B, nhưng mà vô tình có thể mình nghĩ là có thể nó vô tình nó làm cho ALT họ thay đổi, nhưng mà diễn tiến bệnh của bệnh nhân vẫn có thể nó đang vẫn tiếp tục chẳng hạn, thì mình khi mà bệnh nhân đến với mình mà mình biết bệnh nhân có uống cái đó đó thì mà mình thấy ALT của bệnh nhân bình thường ha, thì mình đang ý mình sợ là nó che lấp cái chuyện là ALT nó thấp hơn cái mức mình mong đợi, mức thật của bệnh nhân, và làm cho bệnh nhân chưa có thấy đủ chỉ định điều trị. Thì thực ra mình cứ tư vấn bệnh nhân là cái này bây giờ ông bà cái thuốc này thực ra là không có đánh vào virus B, nó chỉ hỗ trợ thôi, mà tôi thấy ông bà chưa có cần, mình cứ nói rõ với bệnh nhân là không có cần thì thôi đừng có uống, mà cần phải đi tái khám nhiều lần để tôi đánh giá cái mức men gan như thế nào để mà xem có đúng tiêu chuẩn thì điều trị vậy thôi, mình cứ nói rõ với bệnh nhân. Dạ, với cô ơi, cho em hỏi, ý là cái ALT và cái ALT là áp dụng với mọi labo xét nghiệm luôn phải không ạ? Tại vì có một số labo xét nghiệm mà họ đưa cái chuẩn AT và ALT của họ khác á cô.
Là cái tiêu chuẩn 25 và 35 đối với nữ và nam là áp dụng cho mọi labo luôn ạ? Áp dụng cho mọi cho mọi là labo luôn, tức là ở đây mình có thể là họ một số labo họ ghi cái giới hạn đó là giới hạn tham khảo, nhưng mà mình áp dụng là mình áp dụng theo cái cập nhật của thế giới. Thì cái này là Bộ Y tế của mình là lấy cái chuẩn này là chuẩn của AASRD, là của Hiệp hội Gan mật Mỹ, năm 2018. Dạ. Cô cho em hỏi thêm một câu nữa ạ. Đối với những bệnh nhân nhiễm viêm gan mạn hoặc là viêm gan mạn đang điều trị luôn, nhưng mà họ có một số cái họ mắc một số cái bệnh thông thường mà có chỉ định xài corticoid á, thì mình xài corticoid mình có sợ gây nên những đợt bùng phát của viêm gan mạn không ạ? Tức là đối với viêm gan B, đối với một cái người nhiễm HPV mạn mà họ đang theo dõi thôi, có thể là họ chưa có chỉ định điều trị, hoặc là họ có nhiễm nhưng mà chẳng bao giờ đi kiểm tra sức khỏe hết không biết, thì chưa có được điều trị đặc trị gì thuốc kháng virus cả, thì khi mà vô tình là họ có một cái bệnh khớp hay cái gì đó, thì bệnh nhân có chỉ định điều trị corticoid nhưng mà lại không được tầm soát CVB trước để mà chủ động phòng ngừa, dự phòng bùng phát á, thì bệnh nhân có thể có nguy cơ bùng phát. Nhưng mà đối với một trường hợp mà mình đang điều trị thì mình vẫn đang tiếp tục tuân thủ điều trị để kiểm soát sự sao chép của HPV á, thì mình không có xảy ra cái chuyện bùng phát của chính cái CVB đó. Trừ khi là kể cả bệnh nhân không dùng corticoid nha, mà bệnh nhân của mình là người ta mua lộn thuốc, mình coi chừng ha. Một á, là người ta bị kháng, có thể có xảy ra cái tình trạng á, là uống chính uống uống rất là đều cái thuốc kháng virus B. Nhưng mà bệnh nhân lại HPV lại không đạt yêu cầu, mình phải theo dõi cho bệnh nhân thì để và mình coi bệnh nhân vẫn đạt cái HPV nó cứ lên lên 10 vài trăm EU trong 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 cả năm trời, mình làm mấy lần đều như vậy, và mặc dù bệnh nhân đã rất là tuân thủ thì mình phải quay qua cái chuyện xem xét được cái chuyện có phải đổi thuốc hay phối hợp thuốc cho bệnh nhân hay không. Còn đối với bệnh nhân đang điều trị thì nó sẽ không có cái chuyện bùng phát của chính virus B đó, trừ khi là nó có liên quan tới cái chuyện có nhạy với cái thuốc đó hay không, hay là bệnh nhân có tuân thủ thật không. Đã từng có trường hợp bệnh nhân á, là kiểu là được bác sĩ, một bác sĩ nào đó kê đơn là uống kèm thêm một cái thuốc trợ gan, mà vô tình cái thuốc trợ gan đó cũng uống một ngày một viên, mà có đều cái viên nó rất là khác luôn, mô tả lên là biết liền cái viên nâu nâu dài dài chẳng hạn, nhưng mà cũng mua cũng chi phí cũng hơi cao, có thể là 8 tới 10 ngàn gì đó một viên. Rồi bệnh nhân thì kiểu thì mình mặc dù đã được tư vấn, hoặc là bệnh nhân hoặc không được tư vấn, hoặc là bệnh nhân được tư vấn nhưng mà bệnh nhân không kiểu trình độ dân trí, mà đâu phải là mỗi người hiểu đều hiểu rất hiểu đâu, thì người ta cũng nghĩ là người ta miễn người ta uống đủ, người ta uống cái thuốc thì người ta lại mua cái thuốc có thể là gì nè, đúng rồi, cái lần đó là cái bệnh nhân đó người ta vẫn mang cái toa ra mua bán, nhưng mà cái người nhà thuốc lại bán lại không có đúng, nó cũng mang cái chữ là Savi thí dụ, nhưng mà nó không phải là Savi tenofovir mà nhưng mà nó lại là acid oxalic acid gì đó, thì cũng một ngày uống một viên. Cái bệnh nhân cũng đinh nên là bệnh nhân về cũng uống, nhưng mà tới cái ngày tái khám mình lên mình thấy bệnh nhân bị tăng men gan, mà mình đang suy nghĩ là hỏi lại thì vẫn đang uống thuốc rất là đều, nhưng mà mình đang suy nghĩ là không biết là tại sao transamina bệnh nhân lên như thế này, liệu bệnh nhân có một cái gì đó viêm gan do cái nguyên nhân khác gì đó, viêm gan do thuốc khác gì, bệnh nhân vô tình không ra, bệnh nhân trị một cái bệnh gì nữa không, mà mình hỏi ra không ra. Cuối cùng á, sau đó thì cái HPV DNA về là nó vọt lên luôn, thì như vậy á, thì mới check đi check lại thì mới ra được cái thông tin, à thì ra là bệnh nhân uống nhầm cái viên thuốc, mà cái viên thuốc nó không phải là viên thuốc màu xanh nhỏ nhỏ tròn nén của cái thuốc kháng HPV là tenofovir, mà bệnh nhân lại uống nhầm một cái thuốc cũng là 300 mg nhưng mà lại là oxalic acid, là một thuốc hỗ trợ gan thôi, là cái viên nâu nâu dài dài chẳng hạn. Thì khi bệnh nhân nói ra tới đó thì mình mới biết là bệnh nhân bị bán nhầm cái thuốc, là không phải thuốc đặc trị viêm gan B, à, hiểu không? Nghĩa là thực tế lâm sàng là mình phải trò, mình phải nói chuyện, mình phải đặt ra hết, mình phải coi cái gì nó không có tương thích, mình phải hỏi lại bệnh nhân. Nói chung là tôi nói hơi xa hơi sâu, nhưng mà cơ bản là mình bệnh nhân đã được ức chế thuốc kháng virus B, mà nếu mà thuốc đó vẫn nhạy vẫn tuân thủ tốt thì nó không có lý do gì bùng phát.
Bạn ơi, cái câu hỏi trả lời như vậy bạn có cảm thấy ổn chưa, hay là bạn còn muốn hỏi thắc mắc cái gì không? Dạ, ý là có một số bệnh nhân đến phòng khám của em á, mà em chỉ biết là họ nhiễm viêm gan B thôi, chứ còn họ không có điều trị, họ cũng không có xét nghiệm gì cả. Nhưng nếu họ bị dị ứng đồ này nọ, hoặc là họ bị khớp, nhưng nếu có chỉ định corticoid á, thì em phải xử lý những trường hợp nó như thế nào ạ? À? Cô có thể chia sẻ chỗ này không ạ? À? Thì đó bạn sẽ coi, bởi vì cho nên hồi nãy Hiền có chia sẻ với mấy bạn cái slide về cái điều trị dự phòng á ha. Thì đối với một cái người mà mình chuẩn bị điều trị cái corticoid cho bệnh nhân á ha, thì nếu mà mình phải dùng corticoid kéo dài hơn 4 tuần thì đối với trường hợp HBsAg dương tính đó, thì mình phải chị điều trị dự phòng đây rồi, xin lỗi, mình phải điều trị dự phòng cái thuốc kháng virus cho bệnh nhân, là mình khởi động điều Dạ. trị luôn mà mình không có cần phải chờ đợi đầy đủ các cái tiêu chí này, bạn hiểu không? Mình Dạ không dạ. có cần chờ đợi đầy đủ các cái tiêu chí của cái điều trị viêm gan B mạn, mà lúc đó là mình sẽ điều trị dự phòng. Nhưng mà cũng có khi là sau này bạn điều trị dự phòng nhưng mà đánh giá là bệnh nhân này có thể là sau đó lại cần kéo dài luôn hay không, đó là tùy theo cái diễn tiến nha. Rồi, bây giờ các bạn ơi, các bạn mình còn mình có câu hỏi nào không? Còn nếu mà không có câu hỏi nào nữa thì còn câu hỏi nào không ạ? Dạ cô cho em Dạ hỏi thưa là cô, cho em hỏi cô cho em hỏi cái tiêu chuẩn mà ngừng thuốc của điều trị cái thể hoang dại với cái thể đột biến đó cô. cái câu này thì mình có trong bài nè mấy bạn. Nãy mình cũng có mang ra giới thiệu cho mấy bạn là đối với viêm gan B mạn HBAG âm, có thể mình nói nhanh quá hoặc các bạn lúc đó đang bị công việc khá sao lãng, thì các bạn có thể về xem lại, thì mình sẽ gửi luôn cả cái file mà đầy đủ full cái bản của hướng dẫn quyết định của Bộ Y tế 2019 ha. Và đồng thời trên slide này cũng sẽ gửi cái file PDF này cho các bạn. Thì các bạn thấy là đối với thể hoang dại hay là viêm gan B mạn HBeAg dương tính thì mình có thể tạm ngầm hiểu là thể hoang dại ha. Còn đối với viêm gan B mạn HBeAg, xin lỗi, viêm gan B mạn HBeAg dương tính á, thì mình có thể ngầm hiểu là thể hoang dại. Còn đối với viêm gan B mạn HBeAg âm tính thì mình có thể ngầm hiểu là có dòng đột biến ha. Thì đây là cái tiêu chí, cái thời gian điều trị nè, có thể ngưng điều trị khi mà đối với thể HBeAg dương tính thì mình có chuyển đổi huyết thanh, mình đạt được cái tiêu chí về chuyển đổi huyết thanh HBeAg nó âm tính và anti HBeAg đã dương tính rồi. Tất nhiên là về sinh hóa và tải lượng HBV sinh hóa là phải A là T phải bình thường, tải lượng HBV DNA là dưới ngưỡng phát hiện ha. Và mình đạt được cái tiêu chí này và mình duy trì tiếp thêm 12 tháng thì mình mới xem xét ngưng thuốc. Nhưng mình vẫn có thể xem xét không ngưng thuốc. Mình tư vấn với bệnh nhân, mình có thể xem xét ngưng thuốc và phải tiếp tục điều trị cho đến khi mất HBsAg. À, còn đối với trường hợp HBeAg âm tính thì cái đích đến của mình vẫn phải là HBsAg âm tính. Bạn rõ không? Dạ, em cảm ơn cô ạ. Rồi còn cái bạn nào cũng mới phát biểu, bạn cũng muốn có một bạn nữ nữa cũng 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 có lên tiếng đó, bạn đặt câu hỏi đi. Dạ, em đã đặt học y dạ giống vậy luôn cô à. Ừ. Rồi tại vì cũng hơi trễ rồi, để cho các bạn nghỉ ha. Thì nhưng mà Hiền cũng hiểu là có thể là bây giờ các bạn không có câu hỏi, nhưng trong quá trình các bạn xem bài mà các bạn, hoặc trong quá trình thực tế của các bạn mà các bạn có câu hỏi thì các bạn cứ viết email gửi mình nha. Được không ạ? À, các bạn có ý kiến gì khác không? Rồi. Rồi các bạn không có ý kiến gì thì nữa thì mời các bạn nghỉ. Cảm ơn các bạn, cho đến giờ này thì mình được 55 học viên. Hy vọng là các bạn học viên khác
xem file PDF thì các bạn có thể cũng 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 hữu ích cho các bạn, các bạn cũng có thể nắm được thông tin ha. Rồi thôi, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nha, một tuần làm việc học tập có nhiều niềm vui, và chúc các bạn cũng sẽ thi tốt, ít nhất là những câu của Viêm Gan Siêu Vi. Dạ cảm ơn cô ạ. Chào các bạn.